Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 20. Tội chết đấy. Tuyệt đối không phải là nói quá đâu. Nhìn thấy bộ dáng của anh ta, Lục Vân cười khổ nói, nhìn anh kia, làm như Vân Thiên Thần Quân đáng sợ như Đại Hồng Thủy gì gì đó sao. Thật ra, dưới chiếc mặt nạ đầu rồng kia, Vân Thiên Thần Chủ cũng giống như anh thô, có hai mắt một mũi một miệng, làm gì phải khẩn trương như vậy. Lục Vân lắc lắc đầu. Nhưng mà lời nói này càng là làm sắc mặt Lý Thành Phong biến đổi thêm, anh A nói, Lục tiên sinh, đó không phải vấn đề ngài ấy đáng sợ hay không, tôi cũng không sợ hãi ngài ấy, mà là, thần quân điện hạ không thể lăng mạ, tôi có thái độ này là xuất phát từ sự tôn kính ngài ấy. Xuất phát từ sự tôn kính cho nên mới sợ hãi, nỗi sợ này căn bản không cùng một khái niệm với nỗi sợ hãi bình thường. Lý Thành Phong chậm rãi nói, anh Lục, nghe lời khuyên của tôi. Lời nói vừa rồi anh đừng nên nói lại lần thứ hai, huống chi chúng ta là người trong giới giải trí, lời nói và hành động càng phải cẩn trọng. Nhiều lúc rõ ràng không phải ý của chúng ta, nhưng sau khi có người tâm tư đen tối biến đổi ngữ cảnh của nó, chỉ một câu thôi cũng đủ giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Mặc dù Lục Vân nói rằng hắn không muốn lăn lộn trong ngành giải trí, nhưng Lý Thành Phong không nghĩ vậy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải bản thân nói không muốn. Liền có nghĩa là chúng sẽ không xảy ra. Kể từ khi Lục Vân thừa nhận rằng hắn là em trai của Tiêu Thấm trước mặt mọi người trong đoàn phim, hắn sẽ phải trải qua những việc không thể khống chế được, đặc biệt là những tay săn ảnh, rất thích việc moi móc chuyện bí mật từ những người xung quanh minh tinh. Đặc biệt là đối với một minh tinh xinh đẹp như Tiêu Thấm, bình thường không có tin tức tiêu cực nào, đến lúc đó các phương tiện truyền thông càng hy vọng moi được gì đó đột phá từ trên người em trai cô, Lục Vân. Nhưng người trong đội ngũ sản xuất tương đối hỗn tạp, không ai có thể đảm bảo rằng sự tương tác giữa Lục Vân và Tiêu Thấm vừa rồi không bị một số người quan tâm quay chụp lại, thổi phồng lên và tung lên mạng xã hội. Vì vậy, sau này mỗi một lời nói và việc làm của Lục Vân, rất có thể sẽ liên quan đến Tiểu Thấm, nếu hắn sơ ý một chút, sẽ giáng một đòn mạnh mẽ lên sự nghiệp của Tiểu Thấm. Và những gì Lục Vân nói vừa rồi là có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất. Dưới mặt nạ đầu rồng của Vân Thiên Thần Quân có hai mắt, một mũi và một miệng là điều chắc chen, dù sao Vân Thiên Thần Quân cũng là một con người, không phải là một con quái vật. Đây là sự thật, nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra như vậy. Một khi bị giới truyền thông vô đạo đức nghe được, để thu hút sự chú ý, bọn họ có thể lợi dụng điều này để làm ầm lên với tiêu đề, em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Tiêu Thấm ăn nói thô lỗ và công khai khinh thường Thần Quân Điện Hạ. Bất luận là Tiểu Thấm hay Thần Quân Điện Hạ, những từ khóa này đều rất dễ dàng thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng. Nội dung của bài báo cùng với những gì Lục Vân vừa nói chắc chắn sẽ gây náo động. Vân Thiên Thần Chủ đã được thần thánh hóa trong lòng người dân Long Quốc, đã trở thành một loại tín ngưỡng, làm sao có thể tùy tiện nói về một vị thần như vậy? Không thể tha thứ. Đến lúc đó, cho dù Tiểu Thấm trong giới giải trí có bối cảnh lớn đến đâu cũng không sánh được sự cuồng tín sùng bái Vân Thiên Thần Quân của mọi người. Đó sẽ là một thảm họa thực sự. Vì vậy, Lý Thành Phong lo lắng không phải là không có lý, anh ta còn tốt bụng mà thuyết phục Lục Vân một phen, hy vọng rằng Lục Vân sẽ chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình trong tương lai. Sau khi Lục Vân nghe xong, nhìn Lý Thành Phong một cái thật sâu, nói cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ chú ý hơn nữa khi nhắc đến đấng tối cao Vân Thiên Thần Quân. Người bình thường như chúng ta thật đúng là không thể tùy tiện nói. Anh Lục hiểu được là tốt rồi, chỉ cần nhớ lấy bốn chữ, cẩn thận lời nói. Lý Thành Phong khuyên thêm một lần nữa, sau đó, liền cười rạng rỡ, nói tôi đây không quấy nhiễu vận đào hoa của anh Lục tìm tới. Nói xong liền rời khỏi, trở về hiện trường chụp ảnh. Lục Vân nhìn bóng lưng Lý Thành Phong. Khóe miệng nở nụ cười, Lý Thành Phong này là một người rất đáng để kết giao, về phần anh ta nói vận hoa đào gì đi. Lục Vân quay đầu lại, lập tức hiểu, Lý Thành Phong nói vận hoa đào tìm tới là có ý gì. Chỉ thấy một vài mỹ nữ đang đi về phía bên này, họ chỉ là một số ngôi sao hạng hai đang mong chờ được diễn cảnh nóng với Lục Vân mà thôi. Có thể nổi bật giữa đám đông nữ diễn viên, đạt vị trí diễn viên hạng hai, nhan sắc tất nhiên không tầm thường. Nhiều cô gái thậm chí còn đạt mức hoa khôi của trường khi học nghệ thuật. Chỉ cần cơ hội tới là họ sẽ có thể vươn lên hàng đầu. Nếu như muốn có được cơ hội này, cách nhanh nhất chính là có kim chủ, chỉ cần có kim chủ chống lưng, muốn không nổi tiếng cũng khó.
mà Lục Vân chính là kim chủ tốt trong mắt mấy. Lục tiên sinh, tôi tên là XXX, là một cô gái có ước mơ, tôi yêu nghệ thuật, nguyện cống hiến tất cả cho nghệ thuật. Một cô nương với vẻ ngoài thanh thuần ngọt ngào, tự mình giới thiệu bản thân trước mặt Lục Vân, cùng lúc đó còn không quên khế xoa mái tóc tỏa hương của mình, trông vô cùng lão luyện. Nghe đi, cảm động làm sao? Một cô gái sẵn sàng cống hiến hết mình cho nghệ thuật chắc chắn là có một tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Lục Vân đánh giá cao các cô dám theo đuổi ước mơ của mình. Ngay sau đó, một cô gái khác nói, anh Lục, từ khi bước chân vào ngành này, tôi đã thầm hạ quyết tâm rằng mình phải nổi bật. Tiền bạc không quan trọng, tôi chỉ muốn gia đình mình hãnh diện, bởi vì tôi đến từ nông thôn. Lục Vân gần như xúc động và nói, các cô đều rất tốt. Long Quốc của chúng ta vẫn còn thiếu những cô gái có năng lượng tích cực vươn lên như các cô. Các cô là chuẩn mực của người phụ nữ tự lập trong thời đại mới. Nếu các cô kiên trì trên con đường mình đã chọn đó, sớm muộn gì cũng có ngày thành công. Của Tiểu Minh tỉnh đó để bày tỏ những nhận xét gay gắt. Hỏi cô ta có bị đe dọa không? Hỏi cô ta có phải đã nhận được lợi ích gì đó nên mới đi PR cho Tiêu Thấm? Ngoài miệng thì lên án, tự nhận là hiệp sĩ chính nghĩa bảo vệ công lý, cuối cùng lại nhe răng cắn vào Tiêu Thấm, như vậy mà không ác ý. Diễn biến của sự việc ngày càng kỳ lạ hơn. Nó thậm chí còn phát triển đến trình độ công kích cá nhân, buộc Tiểu Minh tỉnh tuyến 18 đó phải tắt luôn tương tác. B. Đến lúc này, đám hiệp sĩ công lý kia lại lên tiếng nói, xem đi cô ta chột dạ rồi, không dám ló đầu nữa. Cuối cùng, Tiểu Minh tinh kia bị ép đến suýt nữa bị trầm cảm. Đây là một hiện tượng kỳ lạ trong làng giải trí, không, phải nói rằng đây là một hiện tượng kỳ lạ sẽ xuất hiện ở tất cả các ngành nghề cần được công chúng vạch trần, thật thật giả giả lẫn lộn, quần chúng hóng hớt rất dễ bị truyền thông vô đạo đức dắt mũi. Chính vì sự việc đó đã đẩy Tiêu Thấm lên đầu ngọn sóng, nhưng cô không thích lãng phí thời gian vào những tin tức giải trí nhàm chán như vậy, cùng lắm cô sẽ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, coi như thanh minh. Còn các anh hùng bàn phím tin hay không tùy các người. Tiêu Thấm chỉ hứng thú với diễn xuất, nhân vật của cô được quần chúng công nhận thì tốt, còn những chuyện lục đục như vậy, cô thật sự không muốn tham gia vào. Đó bản tính của cô. Tuy nhiên, để không tốn thêm tài nguyên của công ty, Tiêu Thấm cũng chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình trong thời gian đó. Nếu cô ấy liều lĩnh rời khỏi đoàn phim trong quá trình quay phim, cô ấy có thể sẽ bị một số người lôi ra làm ầm ĩ lần nữa, nói rằng cô không tôn trọng tiền bối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Thấm quyết định kìm nén mong muốn được gặp Tiểu Lục Vân, dù sao biết đã Tiểu Lục Vân vẫn còn sống, cô ấy nhất định sẽ có cơ hội được gặp lại hẳn, đây cũng có thể coi là tự cho mình một mục tiêu để chờ mong. Đó là lý do tại sao Tiêu Thấm đợi đến bây giờ mới trở lại tỉnh Giang Nam để gặp Lục Vân của các tay săn ảnh, cô ấy cũng sẽ nắm lấy cánh tay của Lục Vân mà không ngần ngại. Còn về việc xì căng đan sẽ lan rộng như thế nào, cái đó cứ tùy bọn chúng. Điều duy nhất cô lo lắng là mấy tay săn ảnh này sẽ đến quấy rầy các chị em của cô. Bây giờ Lục Vân đã trở thành mục tiêu của họ, chỉ sợ rằng để hẳn về nhà thì những tay săn ảnh này sẽ theo đuôi đến đó và làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mấy người Diệp Khuynh Thành. Đó là lý do tại sao Tiêu Thấm nói, sẽ đưa chìa khóa cho Lục Vân đến ở căn hộ của mình một đêm, hoặc sẽ cho hắn đến khách sạn với đoàn làm phim. Chị Sáu, không phải là chị không biết năng lực của em hai ba chiêu thôi đã diệt được đám chó mèo đó rồi. Lục Vân thản nhiên nói. Tiêu Thấm nhớ lại cảnh Lục Vân ôm cô phi lên núi, gật đầu nói, đương nhiên là chị tin vào năng lực của em, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Chìa khóa nhà của chị em vẫn nên cầm lấy đi, nếu thật sự không cắt đuôi được đám người đó thì em phải đến nhà chị ở, dù sao chị cũng có nhiều nhà, lộ vị trí một căn cũng không sao. Cũng nhiều nhà. Trong lòng Lục Vân thầm cảm thán, cuộc sống của người có tiền chính là vậy sao, sau đó lại nhìn không được mà nói, chị Sáu, chị làm minh tinh mà sao giống ăn trộm giống như câu thỏ khôn có sẵn ba hang gì đấy. Ha ha, cái này không phải đều do đám chó săn đó ép buộc sao. Sau này có cơ hội, em phải giới thiệu Thiên Diệu Tử cho chị quen, muốn nói tới thỏ khôn có ba hang thì phải nhắc đến bà ấy, nói không chừng hai người còn có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Tiêu Thấm hiếu kỳ hỏi, Thiên Diệu Tử là ai? Là sư muội của sư phụ em, nói cách khác, bà ấy là sư cô của em. Lục Vân trả lời, sư muội của Thiên Huyền Tử đại nhân, vậy bà ấy nhất định cũng là một nhân vật rất khó lường đúng không?
khó lường sao? Lục Vân đột nhiên cười đầy ẩn ý, nói tất nhiên là rất khó lường. Em chưa từng thấy người phụ nữ nào như bà ấy cả. Khó lường đến mức lạ thường. Tiêu Thấm không biết hắn nói vậy có nghĩa gì, chỉ nói chị rất mong được gặp bà ấy. Lục Vân cuối cùng đã lấy chìa khóa từ tay Tiêu Thấm, cùng Tiêu Thấm trở lại phim trường, rồi tự mình rời đi. Không ngoài dự liệu, Lục Vân nhanh chóng bị các tay săn ảnh theo dõi. Những tay săn ảnh này chia thành hai nhóm, một nhóm theo dõi vào Tiêu Thấm và các minh tinh khác trong đoàn, nhóm còn lại chuyên chịu trách nhiệm theo dõi những người như Lục Vân, những người thân thiết với các minh tinh. Trong mắt các tay săn ảnh, chàng trai trẻ này rõ ràng có quan hệ không đơn giản với Tiêu Thấm, nếu lý lịch có thể đào ra của hẳn, chắc chắn sẽ mang lại một tin sốt dẻo khác. Lục Vân làm sao không biết mình bị theo dõi? Hắn có thể dễ dàng thoát khỏi tay săn ảnh, nhưng đột nhiên hắn có một ý tưởng hay hơn, một nụ cười xấu xa vô thức hình thành trên khóe miệng Lục Vân. Bóng người Lục Vân lóe lên, đi vào một con hẻm nhỏ màu hồng nhạt. Bức màn cửa được kéo hờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người phụ nữ tóc gợn sóng, trang điểm đậm đang ngồi trên chiếc ghế dài ở cửa, khế hé cặp đùi được quấn trong đôi tất đen, không chút xấu hổ hướng ra bên ngoài, để lộ khung cảnh dưới chiếc váy ngắn vừa đủ che ngang bờ mông. Nhìn thấy một thanh niên tuấn tú như Lục Vân đi ngang qua, đôi mắt của người phụ nữ lập tức sáng lên, nhướng mày huýt sáo với hắn, ra hiệu cho mời hắn vào chơi. Lục Vân bước đến trò chuyện với người phụ nữ. Các tay săn ảnh đi theo Lục Vân đến đầu ngõ, nhìn vào bên trong, thấy Lục Vân đang nói chuyện với một người phụ nữ thì bọn chúng lập tức hưng phấn, máy ảnh trên tay không ngừng kêu lên lách cách. Người đàn ông bí ẩn sau khi tay trong tay với nữ minh tinh xinh đẹp Tiêu Thấm lại đi dạo phố đèn đỏ. Đây chắc chắn là tin tức giải trí nóng hổi. Người săn ảnh có biệt danh là Hắc Tử cảm thấy rằng thời cơ mình được thăng chức tăng lương đã đến nên rất vui vẻ chụp ảnh. Đồng thời, anh ta cũng tỏ ra vô cùng khinh thường Lục Vân. Có thể đến gần đại minh tinh Tiêu Thấm như vậy, chứng tỏ Lục Vân cũng là người có địa vị, thế mà vẫn đến con ngõ như này để ăn gà ăn mày, hắn cũng thật độc đáo. Tốt xấu gì cũng nên chọn gà quý phi, cùng lắm thì cũng có thể chọn bạch trảm kê sao mài gà luộc. Khẩu vị gì lạ vậy chứ? Hắc Tử khinh bỉ, thấy Lục Vân đi theo người phụ nữ vào nhà thì anh ta quyết định tiến lên vài bước nữa để chụp thêm vài bức ảnh cận cảnh, nhưng vừa đến cửa, anh ta bất ngờ bị kéo vào. Hắc Tử sửng sốt, anh ta trợn tròn mắt, phát hiện người kéo mình vào phòng là Lục Vân với vẻ mặt ác ý. Anh! Hắc Tử vừa định nói gì thì cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng màu lục lam, sau đó anh ta mất đi khả năng suy nghĩ. Lục Vân giật lấy máy ảnh trong tay Hắc Tử, quay đầu cười với cô gái kia nói, ai, tôi đã nói rồi, anh trai tôi nhát lắm, không có gan đi vào, chỉ nhờ tôi dò đường mà thôi. Cô gái tóc gợn sóng vì bị bóng lưng của Lục Vân che khuất nên không trông thấy hành động của hắn, lập tức nháy mắt nói, tôi hiểu, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh trai anh thật thoải mái. Lục Vân gật đầu, bước ra ngoài rời đi. Sau khi đi ra khỏi con hẻm, Lục Vân bóp nát chiếc máy ảnh trong tay, đồng thời cầm điện thoại. Di động lên và thực hiện một cuộc gọi. Alo, là cảnh sát đúng không? Tôi là một công dân nhiệt tình. Nửa phút trước khi cảnh sát xông vào, Hắc Tử làm xong việc hiện lên vẻ hoang mang. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi xuyên không rồi ư? Đây là ba câu hỏi kinh điển trong tiểu thuyết Oai Oai. Anh ta thực sự bối rối. Cảm nhận được sự chuyển động bên dưới, Hắc Tử nhìn xuống và giật mình. Anh ta nhìn thấy người bên dưới là một người phụ nữ có mái tóc gợn sóng. Cô ta đứng dậy thu dọn chiến trường, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trên môi nở nụ cười kiều diễm. Hắc Tử lập tức giật mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đang làm gì vậy? Cô mau tránh xa tôi ra, cô khiến tôi thấy ghê tởm, Hắc Tử hét lên. Cô gái đang nhiệt tình dọn dẹp nhưng khi nghe những gì Hắc Tử nói, vẻ mặt của cô ta lập tức tối sầm lại và mắng chửi, ghê tởm. Bây giờ anh mới cảm thấy ghê tởm sao? Tại sao anh không nói thấy ghê tởm trước khi vào? Tôi là người cảm thấy ghê tởm mới đúng. Cô ta chưa từng gặp người khách nào không biết xấu hổ như vậy. Lên đỉnh cho đã đời, vậy mà sau khi lên đỉnh xong lại nói ghê tởm. Người phụ nữ tóc gợn sóng không phải là người tốt, cô ta lập tức ho một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt lớn vào mặt Hắc Tử, sau đó chửi rủa, không phải anh nói ghê tởm sao? Bây giờ tôi sẽ trả lại đồ cho anh, đó mới gọi là kinh tởm mồ.
Một ngụm nước bọt này khiến Hắc Tử ngạc nhiên, hồn bay phách lạc. Sắc mặt của anh ta lại càng tái nhợt. Đúng lúc này, có vài cảnh sát tông cửa xông vào, hét lớn, cảnh sát đây. Chúng tôi nhận được báo cáo từ một người dân nhiệt tình rằng các người bị nghi ngờ có hành vi mại dâm ở đây. Tất cả hãy ngồi yên xuống tại chỗ. Một vài cảnh sát lao vào lập tức chụp ảnh lại làm bằng chứng, chẳng mấy chốc đã kiểm soát hoàn toàn hiện trường. Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Mới đầu Hắc Tử sửng sốt, sau đó mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nên vội vàng giải thích. Hiểu lầm gì, hai tay ôm đầu ngồi xổm tại chỗ. Một cảnh sát lớn tiếng quát, đúng thế, căn bản không phải hiểu lầm, tôi có thể làm chứng người này chính là khách, chứng cứ đều ở dưới gầm giường. Hắc Tử tức giận tới mức muốn nhào tới tát cô A một phát nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc để làm chuyện này. Anh ta vội vàng giải thích, đồng chí cảnh sát, anh phải tin tôi thật sự không làm. Đúng rồi, tôi là một phóng viên, đây là thẻ làm việc của tôi. Hắc Tử không thể giải thích rõ ràng bởi vì ngay cả anh ta cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. Vì thế, anh ta thay đổi chiến lược và rút thẻ phóng viên của mình ra. Người cảnh sát nhìn thẻ làm việc, cau mày nói, phóng viên. Phóng viên gì? Phóng viên giải trí. Vẻ mặt của người cảnh sát lập tức tối sầm lại, anh ta quát lớn, phóng viên không đi phỏng vấn tin tức mà lại đến đây làm chuyện mờ ám. Anh lừa ai vậy? Mau ngồi xuống đi. Nếu như động đậy đừng trách chúng tôi ra tay. Hắc Tử muốn khóc mà không khóc nổi. Ai có thể nói cho anh ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên là cả hai đều bị đưa đi nghe giáo dục một hồi, phải giam giữ cũng đã giam giữ, phải phạt tiền cũng đã phạt tiền. Cuối cùng đến khi được thả ra ngoài, Hắc Tử vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc mới bị bắt, anh ta đã cố hết sức giải thích nhưng anh ta thấy mình càng giải thích thì lại càng rối rắm nên sau đó, anh ta đành thừa nhận. Nếu không cảnh sát sẽ chỉ cho rằng thái độ nhận lỗi của anh ta không thành khẩn. Cuối cùng thông qua một vài mối quan hệ, Hắc Tử đã được trả tự do sau khi nộp tiền. Ngay sau đó, ông chủ của anh ta gọi điện đến và mắng, thằng khốn, tôi bảo cậu theo dấu người chứ bảo cậu đến những chỗ như thế đâu, cậu không thấy bẩn à. Cậu có còn muốn làm công việc này nữa không? Hắc Tử khóc giống nói, lão đại, mọi chuyện thực sự không như ngài nghĩ đâu. Hừ, không phải như tôi nghĩ thì là như thế nào? Cậu giải thích cho tôi. Hắc Tử nói, tôi nhớ rằng tôi đã đi theo người thanh niên đó và nhìn thấy anh ta vào nhà chứa. Tôi muốn đi theo nhìn kỹ hơn nhưng tôi lại bị anh ta kéo vào bên trong nhà chứa đó. Sau đó, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã. Bản thân anh ta cũng thấy lạ. Khi bị bắt, Hắc Tử vẫn còn đang suy nghĩ. Anh A cảm thấy rằng Lục Vân chắc chắn đã sử dụng một loại thuốc lạ nào đó khiến cho anh ta quan hệ tình dục với người phụ nữ đó trong tình trạng bất tỉnh. Vì thế, điều đầu tiên anh ta làm khi đến đồn cảnh sát là phàn nàn rằng anh ta bị hãm hại. Nếu như cảnh sát không tin thì có thể đưa anh ta đi xét nghiệm máu, nhất định có thể tìm ra thành phần loại thuốc đó. Thế nhưng người phụ nữ đó lại nói rằng ý thức của anh ta hoàn toàn tỉnh táo và liên tục bắt cô ta phải quan hệ với anh ta. Hắc Tử mắng cô ta vu khống. Kết quả là bằng chứng mà người phụ nữ đưa ra như tát thẳng vào mặt Hắc Tử. Đó là một đoạn video được quay lại bằng điện thoại di động của Hắc Tử. Người phụ nữ nói, anh ta đã yêu cầu quay lại đoạn video này và nói rằng muốn mang về nhà từ từ thưởng thức. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng anh ta hào phóng chuyển cho tôi hơn 2.000 nhân dân tệ. Chỉ cần có tiền thì tôi sẽ làm. Cô nói dối, loại như cô mà cũng đáng 2.000 ư. Với số tiền này, tôi không biết đi chơi cái khác sao. Cũng không nhìn xem trông dáng vẻ mình như thế nào, lấy về ngắm nghĩa ư, nhìn là mắc ói. Hắc Tử cãi lại. Rốt cuộc sự thật là gì, chỉ cần kiểm tra điện thoại di động của Hắc Tử là biết. Đồng chí cảnh sát dễ dàng tìm thấy một đoạn video trong điện thoại di động của anh ta đúng như lời người phụ nữ nói. Hắc Tử chết lặng tại chỗ. Người trong đoạn video chính là anh ta, giọng nói cũng là của anh ta nhưng anh ta hoàn toàn không nhớ nổi mình đã làm những gì trong video. Nhưng đây chính là bằng chứng. Để anh ta phục, các đồng chí cảnh sát đồng ý cho anh ta thử máu nhưng không tìm thấy gì. Điều đó cho thấy khả năng bị đánh thuốc mê là không có. Đối mặt với đủ loại bằng chứng, Hắc Tử không còn cách nào khác là phải thừa nhận. Lão đại, tôi có thể cam đoan với ngài rằng lời tôi nói đều là sự thật. Ngài kêu tôi đi theo người thanh niên kia, T,
tên đó nhất định là dùng thủ đoạn nào đó. Rõ ràng anh ta đã đi vào nhà chứa tôi thậm chí còn chụp mấy bức ảnh. Đúng rồi, ảnh chụp. Hắc Tử vỗ trán và nghĩ ra điểm mấu chốt. Anh ta là một phóng viên giải trí nên lúc nào cũng mang máy ảnh theo người. Thế nhưng sau khi đến đồn cảnh sát, anh ta hoàn toàn không thấy máy ảnh của mình đâu. Chỉ cần tìm được ảnh chụp trong máy ảnh có thể chứng minh một chuyện. Tuy không thể thay đổi được kết cục mại dâm nhưng ít nhất có thể chứng minh anh ta từng đi theo Lục Vân vào. Sau khi ngắt điện thoại, Hắc Tử lập tức quay lại chỗ cũ để lấy lại máy ảnh của mình. Đương nhiên kết quả là vô ích. Công dân nhiệt tình Lục Vân đã vui vẻ trở về nhà. Diệp Khuynh Thành mong đến mòn mỏi, gương mặt xinh đẹp ghé sát lại hỏi, hôm nay thế nào, em với em Sáu có chuyện gì vui sao? Lục Vân nhún vai nói, còn có thể có chuyện đặc sắc gì chứ? Chẳng qua chỉ là chuyện tình cảm ấm áp bình thường mà thôi. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên là Diệp Khuynh Thành không tin. Người như Lục Vân, lần nào đi gặp các chị em không phải đều làm ra những chuyện long trời lở đất hay sao? Diệp Khuynh Thành không tin là không có chuyện gì xảy ra khi hắn gặp Tiêu Thấm. Lục Vân nói, không có chuyện gì cả. Hắn đảo mắt cười nói, chị Khuynh Thành, hình như đang mong chờ có chuyện gì đó xảy ra với em và chị Sáu đúng không? Sao chị không tự mình làm đạo diễn cho em và chị Sáu đóng một bộ phim kinh phí thấp đi? Phim kinh phí thấp gì? Là cái trong ổ cứng máy tính của chị Tư ấy. Nói tới đây, em chợt nhớ tới máy tính của chị Tư đã ở trong phòng chị lâu như vậy, sao chị không xóa video trong đó đi? Trong đôi mắt của Diệp Khuynh Thành hiện lên một tia hoảng sợ nhưng cô lập tức che giấu nó rất nhanh, cô nói chị đang lưu giữ chứng cứ. Chị sẽ dùng những chứng cứ đó nghiêm khắc dạy dỗ Vương Băng Ngưng. Nhưng mà chị cũng đã dạy dỗ rồi, sao còn giữ lại làm gì? Lục Vân nhấn mạnh, cười như không cười nói, chị Khuynh Thành, không phải là chị tự chiêm ngưỡng một mình đấy chứ. Em nói láo. Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đỏ bừng, cô lắp bắp giải thích, chỉ là quên xóa thôi. Bây giờ chị đi xóa liền. Diệp Khuynh Thành vội chạy trốn. Chồng cô có vẻ lạnh lùng nhưng dù có lạnh lùng đến đâu thì cô vẫn là con gái. Vẫn còn là xử nữ nên tò mò là chuyện bình thường. Nhưng làm sao có thể nói ra điều đó được? Những gì Lục Vân nói khiến cho Diệp Khuynh Thành vô cùng xấu hổ. Vì thế, cô vội chạy về phòng định xóa hết tài liệu học tập trong máy tính. Đúng vào thời điểm quan trọng, đột nhiên Vương Băng Ngưng nhảy ra giống như vị cứu tỉnh dũng cảm bảo vệ máy tính và nói, không được, chị không thể xóa chúng đi được. Đây là tài liệu học tập mà em đã mất rất lâu mới thu thập được. Vương Băng Ngưng, em tránh ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành lộ vẻ lạnh lùng, cô cố ý cao giọng nói, hôm nay chị nhất định phải dọn sạch ổ cứng, nếu không sẽ có kẻ xấu lợi dụng chuyện này để vu khống chị. Tiểu Lục Vân cũng chỉ nói thật thôi mà, có một đêm em tới tìm chị, ôi, im miệng. Thân thể nhỏ nhắn của Diệp Khuynh Thành run lên, cô vội bịt miệng Vương Băng Ngưng lại. Nhất thời hai người đẹp cãi nhau. Nghe thấy hai chị gái xinh đẹp cãi nhau. Khóe miệng của Lục Vân khế nở một nụ cười. Một ngày trôi qua như vậy thật dễ chịu. Cuối cùng, Lục Vân không biết những tài liệu học tập đó có bị xóa hay không. Tuy nhiên trong lúc hai người đang tranh cãi, Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Người gọi đến là Tiêu Thấm. Vừa mở miệng đã phàn nàn với Diệp Khuynh Thành nào là Tiểu Lục Vân vụng trộm vào đoàn làm phim, sau đó cô hỏi chắc hẳn không có paparazzi nào theo Tiểu Lục Vân về nhà chứ. Diệp Khuynh Thành bá đạo nói nếu như có tên paparazzi nào dám theo dõi hắn thì cô sẽ lao ra đập chết tên đó. Điều khiến cho Lục Vân tức muốn phun máu đó là hắn nghe thấy Diệp Khuynh Thành nói, không phải là chị xấu mà rõ ràng là vì Tiểu Lục Vân. Hắn năn nỉ chị đưa hắn vào đoàn làm phim vì hắn nói muốn trêu đùa em một chút, lại còn rằng muốn đóng một bộ phim kinh phí thấp với một đại minh tinh như em. Ngang nhiên tật nước bẩn. Lục Vân không thể ngồi yên. Hắn lập tức lao vào phòng và giật lấy điện thoại của Diệp Khuynh Thành để bênh vực cho bản thân. Chị Sáu, chị đừng nghe chị Khuynh Thành nói linh tinh. Chị ấy tệ lắm. Chị nói linh tinh. Diệp Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, Tiểu Lục Vân, em có dám dùng lương tâm mình ra nói rằng làm phim kinh phí thấp không phải từ miệng em mà ra ư? Vương Băng Ngưng, không sai, chính Tiểu Lục Vân đã nói vậy, chị nghe rất rõ. Tiểu Lục Vân, loại chuyện này em có thể tìm chị. Lục Vân không thể tin nổi, trợn trừng hai mắt nói, chị Tư, không phải vừa rồi chị còn đang tranh cãi với chị Khuynh Thành sao? Nhanh như vậy đã đổi chiều rồi,
chỉ có lập trường không vậy. Ha ha, tranh cãi là tranh cãi nhưng nó không ảnh hưởng tới chuyện chị nói sự thật. Thật sự là như vậy sao? Tiêu Thấm hỏi qua điện thoại. Lục Vân giải thích, chị Sáu, em chỉ nói đùa thôi. Là do chị Khuynh Thành nói rằng mong có chuyện xảy ra với em và chị cho nên em đáp ứng với chị ấy, đùa chút cho vui. Nói nhảm, mấy đứa còn không hiểu chị là người như thế nào sao? Câu chuyện Diệp Khuynh Thành kể và câu chuyện của Lục Vân kể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không ngờ lúc này, Vương Băng Ngưng lại tích cực nói chuyện, chuyện này chị cũng có thể làm chứng. Điều mà tiểu Lục Vân vừa nói là thật, chị ấy thực sự rất mong chờ giữa hai người xảy ra chuyện gì đó. Hai người đồng thời nhìn Vương Băng Ngưng với ánh mắt lạnh lùng. Hóa ra người này không chỉ là cỏ dại bám tường mà còn thính tai. Ở trong phòng ngủ, vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện của bọn họ trong phòng khách. Có vẻ như nghề phóng viên rất phù hợp với tài năng của cô. Lục Vân đưa tay ra nhéo má cô và nói, chị Tư, chị có biết rằng kẻ ngốc như chị rất dễ bị cả hai bên đánh chết không? Người ta chỉ đang nói sự thật thôi mà, hích hích hích. Không ngoài ý muốn một chút nào. Ngày hôm sau, giới truyền thông giải trí nổ ra tin đồn về việc ngôi sao xinh đẹp Tiêu Thấm hẹn hò với một người đàn ông bí ẩn. Tiêu đề này nhanh chóng leo lên hot search. Rất nhiều người tò mò về danh tính của người đàn ông bí ẩn này. Điều này đã tiếp thêm động lực cho các tay săn ảnh quyết định làm việc chăm chỉ hơn để moi thông tin về người đàn ông bí ẩn này. Hắc Tử có cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Vào ngày thứ hai, tiếp tục ngồi xổm xung quanh địa điểm quay phim của đoàn làm phim Tiêu Thấm. Không ngoài dự đoán của anh ta, người đàn ông đó lại đến thăm. Đây là cơ hội để chuộc lỗi. Hắc Tử thề rằng lần này, anh ta phải điều tra ra danh tính của người đàn ông bí ẩn này. Trước giờ Lục Vân không chú ý nhiều đến tin tức giải trí, đến sáng nay Vương Băng Ngưng nói hắn mới biết tin này. Trong khi thời gian này, Lục Vân không còn trốn tránh nữa. Thay vào đó, hắn rất ngang nhiên đến thăm cô. Tiêu Thấm cũng không quan tâm đến tin tức giải trí, chỉ tập trung vào việc quay phim, xong lại ngồi trò chuyện với Lục Vân trong giờ nghỉ, cô không bận tâm về việc tránh nghỉ ngờ. Các ngôi sao khác trong đoàn, đặc biệt là các diễn viên trẻ, vô cùng ngưỡng mộ Tiêu Thấm. Để thu hút thêm nhiều fan hâm mộ, nhiều diễn viên trẻ sẽ thiết kế tính cách riêng cho mình, tất nhiên, đây cũng là yêu cầu của công ty nhằm mở rộng lượng fan hâm mộ. Một khi có scandal, họ sẽ ngay lập tức đưa ra thông báo để làm rõ rằng đó là một sự hiểu lầm, và trong tiềm thức sẽ giữ khoảng cách với đối tượng scandal. Có rất nhiều minh tinh lưu lượng, sau khi bị phanh phui chuyện tình ái, độ cuồng nhiệt người hâm mộ liền giảm mạnh. Còn Tiêu Thấm hoàn toàn không lo lắng chuyện đó. Cô đi theo con đường diễn xuất. Chỉ cần làm những gì bản thân muốn, và không bao giờ đi làm quen bạn trai hay chồng của người hâm mộ. Đây là điều mà rất nhiều diễn viên trẻ ngưỡng mộ cô, bản thân họ chỉ có thể dựa vào bình hoa sao để kiếm sống, nhưng cô lại chọn dựa vào thực lực của bản thân, nên bọn họ không thể không khâm phục. Ý chỉ nhan sắc. Sau khi Lục Vân kết thúc buổi thăm phim trường, hắn rời đoàn làm phim. Hôm nay, thay vì lái chiếc xe đạp của mình, hắn vẫy một chiếc taxi bên đường, lên xe và hỏi, anh gì ơi, anh biết chỗ nào gần đây mà đàn ông thích đến chơi không? Chỗ ngày hôm qua đã bị bắt, Lục Vân chỉ có thể tìm một điểm khác. Không ai quen thuộc các phố đèn đỏ hơn những tài xế xe địa phương. Về phần mục đích, ha ha, còn cần phải nói sao, nếu không, tại sao hôm nay Lục Vân lại tìm Tiêu Thấm một cách lộ liễu như vậy? Tất nhiên, là muốn chơi đùa với mấy tay săn ảnh đó một chút rồi. Tài xế taxi là một người từng trải, có cảnh lớn gì mà chưa từng gặp qua, nghe Lục Vân nói như vậy, ông ta liền hiểu ý của hắn, lập tức nói, em trai à, em muốn giá cả như thế nào, tôi đây rất quen thuộc đó nha. Loại rẻ được rồi, loại rẻ. Tài xế taxi nhìn gương chiếu trong xe để xem xét Lục Vân một cái, nói, em trai, tôi thấy cậu ăn mặc đàng hoàng, cũng không giống kiểu người đến mấy chỗ đó để vui chơi, nếu không tôi chở cậu đến hộp đêm cao cấp ưa thích của tôi. Nói không chừng còn có thể gặp một vài công tử nhà giàu đến đó để mua vui. Lục Vân xua tay và nói, không cần, như vậy là được rồi. Cậu em này, khẩu vị thật là kỳ lạ. Người tài xế xe lắc đầu, nhưng cũng không nói nhiều, đạp ga, thoải mái đưa Lục Vân đến một con hẻm cũ. Sau khi Lục Vân trả tiền xe, người tài xế thò đầu ra nói, em trai, đừng trách tôi nói nhiều, là người từng trải, tôi khuyên cậu một câu.
cậu còn trẻ lại còn đẹp trai như vậy, chắc chắn dễ dàng tìm được đối tác tốt. Đến một nơi cấp thấp như vậy, thật mất giá. Lục Vân mỉm cười và nói, anh trai, anh nói đúng, xong việc này tôi sẽ suy nghĩ lại. Sau khi tài xế rời đi, Lục Vân không có lập tức rẽ vào trong ngõ nhỏ, mà là đi loanh quanh vài vòng, cho đến khi khóe mắt thoáng thấy một tên săn ảnh đang nghĩ rằng mình trốn rất kỹ, sau đó nở một nụ cười quỷ dị. Đến rồi. Theo dõi suốt chặng đường từ đoàn làm phim đến đây, thật vất vả, kế tiếp tôi sẽ tặng thưởng hậu hĩnh cho anh đây. Lục Vân nhếch mép cười, sao mà quen quá. Hắc Tử, người đang lén lút ở đằng xa, đang cồn cào lên vì hận thù. Lại nữa, anh ta ngày càng chắc chắn rằng, việc ngày hôm qua chính là người thanh niên này làm. Hôm nay chắc chắn là lặp lại chiêu cũ. Hừ, Hắc Tử tôi tuyệt đối không thể rơi vào cùng một cái hố đến tận hai lần. Lần này tôi có mang theo trợ thủ, nhất định phải nhìn ra cậu đang giở trò quái quỷ gì. Lần này Hắc Tử không có tới một mình, cộng sự của anh đang ở phía sau, trốn rất kỹ. Sau đó, anh ta quyết định mình vẫn chụp cận cảnh như ngày hôm qua, trong khi cộng sự của anh A thu thập bằng chứng từ xa, đến lúc đó mọi thủ đoạn của Lục Vân sẽ bị cộng sự của anh ta chụp lại. Nói không chừng oan khuất ngày hôm qua, có thể rửa sạch. Tôi, Hắc Tử, kiếp này đã định sẵn là giàu có và quyền lực, sau khi nắm được bí mật của cậu, tôi sẽ đi uy hiếp Tiêu Thấm, từ đó về sau bản thân tôi sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, vĩnh viễn không bao giờ trở lại làm tay săn ảnh nữa. Hắc Tử nghĩ như vậy, anh ta bắt đầu đi về phía Lục Vân. Anh ta không sợ bị bại lộ, dù sao anh ta vẫn còn cộng sự phía sau. Thế là, ngay sau đó, viên cảnh sát lại xông vào. Cảnh sát vẫn là cảnh sát cũ. Hắc Tử vẫn là Hắc Tử, điểm khác biệt duy nhất là người bị bắt lần này còn có cộng sự của Hắc Tử. Thấy cảnh này, đội trưởng đội chống mại dâm, suýt chút nữa không kìm được cười to, lại là cậu, hôm qua cậu mới vào, hôm nay nóng lòng muốn tiến cung lần thứ hai. Còn mang theo đồng nghiệp, hay cậu cảm thấy như vậy rất quang vinh? Hắc Tử lo lắng nói với cộng sự của mình, chết tiệt, không phải tôi đã bảo anh đứng từ xa sao? Anh làm gì ở đây? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tự dưng cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó tôi không nhớ bất cứ gì hết. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, đội trưởng đội chống mại dâm ngay lập tức đưa ra phán đoán và nói, thì ra là vậy, anh bạn này đáng lẽ phải đứng chờ ở bên ngoài, nhưng người này không kìm lòng được mà chạy theo cậu, có vẻ như ngày hôm qua giáo dục cậu vẫn chưa đủ. Nước mắt oán hận của Hắc Tử rơi xuống, cán bộ, hiểu lầm. Lại hiểu lầm. Ngoan ngoãn ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, ám sát vào tường. Cấp trên của Hắc Tử cũng chết lặng khi nhận được tin. Nếu điều này chỉ xảy ra một, đó có thể là vấn đề của Hắc Tử, nhưng nếu nó xảy ra hai lần liên tiếp thì rất đáng nghi ngờ. Sau đó vài ngày, có một số tay săn ảnh khác lại đi theo Lục Vân và bị bắt vào sở cảnh sát uống trà với cùng một lý do. Thực sự điên rồ. Thành tích của đội chống mại dâm địa phương mấy ngày nay đang tăng cao. Bắt giữ đều là những tay săn ảnh, mấy. Đồng chí cảnh sát cũng cảm thấy kỳ lạ, họ đã tổ chức họp để phân tích, cho rằng những tay săn ảnh này đã chọc nhầm cao nhân nào đó. Những người được gọi là cao nhân là những người tu đạo và võ giả. Nếu không, những tay săn ảnh bị bắt quả tang đó sẽ không bị mất trí nhớ tập thể, bọn họ đều do dự không biết nên giải thích như thế nào. Việc này không thuộc thẩm quyền của cảnh sát và có lẽ nên được báo cáo cho căn cứ Vũ Minh ở khu Giang Nam. Sau khi Vũ Minh biết chuyện, chỉ đáp lại bằng hai từ, nhàm chán. Vốn tưởng rằng võ giả làm chuyện thiên thương hại lý gì, hóa ra là do bọn chó săn đó vồ vào người ta trước, nếu bọn họ không đi khiêu khích hẳn trước thì có chết không? Vì vậy mọi chuyện xem như dừng lại ở đây. Cũng bởi vì chuyện này, hầu hết các tụ điểm ăn chơi đều tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh, tạm lánh ánh đèn sân khấu, dù sao chuyện này cũng quá tà dị. Không ai có thể đoán trước được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu. Các tay săn ảnh gây họa, các lão chủ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Lục Vân đột nhiên trở thành khắc tinh của bọn săn ảnh, vì vậy tự nhiên không có nhiều người có can đảm đi theo hắn để chụp ảnh nữa, cũng không ai muốn mang danh chơi gái điếm trên lưng, nếu tin này được truyền ra thì không biết để mặt mũi ở đâu. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ. Tay săn ảnh có thâm niên như Trác Đại Vĩ không tin vào. Điều này, ông ta đã nghỉ hưu một thời gian dài, giờ quyết định xuất hiện một lần nữa để thử thách nhiệm vụ khó khăn này. Nhắc đến Trác Đại Vĩ,
tất cả các minh tinh trong làng giải trí đều vừa yêu vừa hận. Hận chính là khả năng đào bới của ông ta quá mạnh, cảm giác như treo lơ lửng trên đầu các minh tinh một con mắt điện tử vậy, bất luận một thoáng gió thổi cỏ bay nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt ông ta. Yêu là một số ngôi sao trước đây không nổi lắm, nhờ những tiết lộ của ông ta mà danh tiếng của họ đã tăng lên rất nhiều, đi vào con hát hồng sao, kiếm tiền cũng rất vui vẻ. Sao nổi tiếng bằng xì căng đan, nổi tiếng bị chửi. Vì vậy, rất nhiều ngôi sao nhỏ vô danh, hoặc những ngôi sao từng nổi tiếng một thời nhưng hiện tại đang sa sút, sẽ chủ động giao mình cho Trác Đại Vĩ, nhờ ông ta xào nóng lại. Ngành giải trí chính là như thế, một khi có tiểu sinh lưu lượng mới nổi lên, những người nổi tiếng thời gian dài sẽ sa sút đi, không ai nhớ đến họ cả, thời thế thay đổi quá nhanh. Các tiểu minh tinh chủ động tìm Trác Đại Vĩ để kích nổ bí mật, hy vọng có thể xuất hiện trước mắt công chúng vài lần, như vậy dễ dàng tăng tần suất hiện diện của họ. Kết quả là Trác Đại Vĩ rất kiêu ngạo, thậm chí còn không thèm tung tin đồn cho ngôi sao nhỏ. Trong nghề paparazzi này chưa có ai đạt được trình độ này. Những ngày đầu vào nghề, Trác Đại Vĩ tuân theo quan niệm rụt rè thì chết đói, gan liều thì ăn nhiều, cái gì cũng dám đưa tin, mỗi lần đưa tin là một quả dưa lớn, rất thỏa mãn khẩu vị của những người ăn dưa. Nhưng cũng vì như thế, ông ta đã đắc tội với rất nhiều người. Nghe nói mấy năm trước ông ta bị đại boss truy sát, trốn ra nước ngoài một khoảng thời gian, từ lúc đó giới giải trí mới được yên tĩnh một hồi. Gần đây, Trác Đại Vĩ lặng lẽ trở về Trung Quốc. Ông ta vốn định sống một cuộc sống lặng lẽ, nhưng với tư cách là một tay săn ảnh, khi nghe được chuyện quái dị tà ma như vậy, tay ông ta lại bắt đầu ngứa ngáy. Tất nhiên, lần này không phải vì tiền. Mấy năm trước, trong tay Trác Đại Vĩ nằm không ít bí mật về các minh tinh nổi tiếng, để mua chuộc lại những thông tin này, những minh tinh đó đã cho ông ta rất nhiều tiền, đủ để. Ông ta sống tận mấy đời. Lần này xuống núi đơn giản chỉ vì muốn thử thách bản thân và thỏa mãn đam mê tò mò của mình. Như đã nói, một tay săn ảnh không ngồi lê đôi mách không phải là một tay săn ảnh đủ tiêu chuẩn. Trác Đại Vĩ đã sớm bắt đầu điều tra. Ông ta cũng rất thông minh, biết rằng chàng trai trẻ bên cạnh Tiêu Thấm không dễ chọc, vì vậy ông ta không làm giống những tay săn ảnh kia, ngây ngốc chạy theo dõi, mà trước tiên ông đọc lại các bài báo đã đăng trên mạng trước. Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng đã tìm thấy một bước đột phá trong một quán bar trong khuôn viên Đại học Giang Nam. Bài đăng là bức ảnh chụp Tiêu Thấm đang ngồi trò chuyện với một chàng trai trẻ, khoảng cách có hơi xa cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng bình luận của cư dân mạng rất thú vị. Nhìn kia, người đàn ông đó, trông rất giống giảng viên lớp tìm hiểu trung y của chúng ta. Hình như là vậy. Đúng là thầy Lục rồi, hắn có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Lần đầu tiên đến lớp quan tâm về trung y, tôi đã yêu hẳn sâu đậm, đêm qua tôi còn mơ thấy thầy Lục đang dạy tôi. Bạn đang nằm mơ à? Thầy Lục là bạn trai của tôi. Thật không ngờ, thầy Lục lại quen biết đại minh tinh Tiêu Thấm, tôi muốn thầy Lục giúp tôi xin chữ ký. Tiêu Thấm cho các người đó, tôi chỉ muốn thầy Lục. Trẻ em mới lựa chọn, còn tôi muốn hết tất cả. Bài đăng là có hàng trăm phản hồi, tất cả đều được đăng bởi các sinh viên của Đại học Giang Nam. Những người đã nghe qua các bài giảng của Lục Vân. Trác Đại Vĩ xem từ đầu đến cuối bài viết này, khóe miệng ông hiện lên một nụ cười tràn đầy hy vọng chiến thắng. Đầu mối này không phải rất rõ ràng sao? Các từ khóa tìm kiếm tiếp theo của Trác Đại Vĩ xoay quanh, giảng viên khóa tìm hiểu về trung y của Đại học Giang Nam, thần y Giang Thành, Hạnh Lâm Đường. Dần dần, manh mối ngày càng rõ ràng hơn. Không chỉ vậy, Trác Đại Vĩ còn tìm thấy một bức ảnh của Lục Vân trên mạng. Đem nó so sánh với người thanh niên ngồi cùng Tiêu Thấm, chắc chắn là cùng một người. Chó nhất là, sau khi Trác Đại Vĩ lưu lại bản sao của tất cả các manh mối liên quan đến Lục Vân, ông ta liên hệ với những người có thể đăng những manh mối quan trọng đó lên mạng, bắt đầu thương lượng một phen. Chỉ một lát sau, những bài đăng trên thanh bài đăng của Đại học Giang Nam đã bị xóa và những bức ảnh liên quan đến Lục Vân đang lưu hành trên mạng cũng biến mất, chỉ còn lại một số bài báo hợp lý. Thao tác nhanh nhẹn này, nếu để các cánh nhà báo khác biết chắc chắn sẽ hô to châu bò. Trác Đại Vĩ đã lấy được thông tin, bây giờ ông A chuẩn bị đến Đại học Giang Nam và Hạnh Lâm Đường để điều tra thực tế. Vì người thanh niên tên Lục Vân rất xấu xa nên ông ta tạm thời không muốn khiêu khích hắn. Vì thế, ông ta bắt đầu từ những người quen của hắn trước. Bằng cách đi hỏi như vậy, ông ta tin rằng sẽ sớm điều tra được gia cảnh của Lục Vân.
Trác Đại Vĩ đã lập một kế hoạch. Khi đang chuẩn bị ra ngoài, ông ta gặp phải một tình huống bất ngờ. Một vị khách bất ngờ xuất hiện. Đó là một người phụ nữ ăn mặc rất gợi cảm với chiếc váy ôm sát hông để lộ rõ đường cong. Đôi tất trắng dưới lớp váy bó sát càng làm cho đôi chân thon dài càng thêm trắng nõn không tì vết. Một tay người phụ nữ xách chiếc túi hàng hiệu Prada, tay còn lại tháo chiếc kính râm trên mặt ra liếc xéo Trác Đại Vĩ với vẻ kiêu ngạo. Trác Đại Vĩ, không ngờ ông còn có gan chạy về Long Quốc cơ đấy. Không phải ông thích ở nước ngoài lắm sao? Người phụ nữ cười lạnh nói. Khi Trác Đại Vĩ nhìn thấy người phụ nữ này, vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Người phụ nữ đó tên là Lý Lộ, cô ta cũng từng là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Tuy nhiên cô ta có quan hệ bất chính với một đại gia ở thủ đô nên sau đó danh tiếng của cô ta bị trượt dốc thảm hại. Chính Trác Đại Vĩ là người đưa tin, cho nên ông ta mới bị tên đại gia ở thủ đô kia đuổi ra nước ngoài. Sắc mặt của Trác Đại Vĩ cực kỳ khó coi nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi, làm sao cô biết tôi đã trở về Long Quốc? Cô lấy được địa chỉ của tôi ở đâu? Từ đồ đệ A Tổ của ông đấy, hiện giờ anh ta đang làm việc cho tôi. Lý Lộ không có ý định giấu giếm mà nói thẳng sự thật cho Trác Đại Vĩ biết. Nghe vậy, Trác Đại Vĩ cau mày. Trước đây, ông ta đã từng thu nhận rất nhiều tay săn ảnh học việc và A Tổ chính là một trong số đó. Chỉ là Trác Đại Vĩ đắc tội với nhiều nhân vật lớn ở thủ đô nên ông ta phải trốn ra nước ngoài ẩn cư vài năm. Vì thế những đồ đệ kia cũng tản ra. Khi Trác Đại Vĩ mới trở lại Long Quốc gần đây, ông ta liên tục liên lạc với A Tổ nhưng ông ta không ngờ A Tổ lại đang làm việc cho Lý Lộ. Sắc mặt của Trác Đại Vĩ càng ngày càng khó coi. Lý Lộ cười lạnh nói, không phải căng thẳng, hôm nay tôi tới đây không phải vì muốn giải quyết ân oán cũ mà tôi còn phải cảm tạ ông. Nếu như không phải ông vạch trần chuyện kia thì tôi cũng không gả vào Đàm gia nhanh như vậy. Đàm gia ở thủ đô cũng nổi danh không kém Long gia. Ban đầu, Lý Lộ chỉ có mối quan hệ mờ ám với một người trong Đàm gia nhưng sau khi bị Trác Đại Vĩ vạch trần, vị Đàm gia đó đã ly hôn với vợ và tái hôn với Lý Lộ. Mặc dù Lý Lộ mất đi sự nghiệp nhưng cô ta lại có cơ hội bước vào hào môn. Ánh mắt của Trác Đại Vĩ lóe lên, hỏi, vậy mục đích hôm nay cô tới tìm tôi là gì? Ông ta không cho rằng Lý Lộ sẽ tốt bụng như vậy, đặc biệt đến chỉ để cảm ơn. Lý Lộ không hỏi ý kiến của Trác Đại Vĩ, cô ta tự đi tới chỗ ghế sofa trong phòng khách và ngồi xuống, ông có bản lĩnh như vậy, chắc hẳn ông phải nhớ tới ân oán giữa tôi và Tiêu Thấm chứ. Trác Đại Vĩ gật đầu. Lý Lộ từng là nghệ sĩ của công ty giải trí Thiên Thịnh, đồng thời cũng từng là đối tượng được đánh giá cao của công ty cho đến khi Tiêu Thấm xuất hiện. Khi biết công ty quyết định nâng đỡ Tiêu Thấm, Lý Lộ lập tức cảm thấy không vui và đe dọa rằng nếu như công ty dám làm vậy thì cô ta sẽ rời khỏi Thiên Thịnh ngay tức khắc. Khi đó Lý Lộ đã là minh tinh nổi tiếng còn Tiêu Thấm chỉ là người mới. Bình thường công ty sẽ chọn giữ lại người nổi tiếng hơn. Cuối cùng, quyết định của công ty đã dội một gáo nước lạnh vào Lý Lộ. Lý Lộ vô cùng chán nản. Mặc dù Tiêu Thấm đã đi tìm cô ta và nói rằng sẽ không cạnh tranh tài nguyên với cô ta nhưng Lý Lộ hoàn toàn không đánh giá cao điều đó và mắng Tiêu Thấm là Bạch Liên Hoa. Mối bất hòa giữa hai người bắt đầu bén rễ. Sau đó, Lý Lộ bám vào Đàm gia. Vì thế, cô ta đã kiên quyết chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Thiên Thịnh và nhảy vào công ty giải trí dưới trướng Đàm gia. Tưởng chừng đây là một khởi đầu mới nhưng ai ngờ chỉ trong vòng nửa năm. Trác Đại Vĩ đã vạch trần mối quan hệ bí mật của Lý Lộ với người Đàm gia. Điều này đã giáng một đòn chí mạng vào sự nghiệp của cô ta. Lý Lộ cực ghét Trác Đại Vĩ nhưng cô ta còn ghét Tiêu Thấm hơn. Sau khi Trác Đại Vĩ trốn ra nước ngoài, Lý Lộ dồn hết tâm sức đối phó với Tiêu Thấm. Cô ta không chỉ nhờ người viết bài bôi nhọ mà còn mời A Tổ, đồ đệ đáng tự hào nhất của Trác Đại Vĩ giúp cô ta, chịu trách nhiệm bí mật chụp ảnh Tiêu Thấm, quyết tâm kéo cô vào rắc rối. Đáng tiếc là không thể tìm ra điểm đột phá nào. Mỗi ngày, Tiêu Thấm hầu như đều đi quay phim. Không chỉ vậy, cô cũng giữ khoảng cách rất tốt với các diễn viên khác trong đoàn và không hề có scandal với bạn diễn. Còn những bài viết phù khống của Lý Lộ vì không có cơ sở nên theo thời gian, chúng cũng trở thành trò cười của cư dân mạng. Mỗi khi xuất hiện những bài viết như vậy, cư dân mạng lại cười ồ, Lý Lộ lại thức cả đêm gõ bàn phím. Lý Lộ thực sự tức giận. Vài tháng trước, bức ảnh chụp Tiêu Thấm tát người mới được lan truyền trên mạng là do chính Lý Lộ đã lên kế hoạch phía sau và sự cố đứng xếp.
hàng phía sau cũng không thoát khỏi liên quan với cô ta. Chỉ là cư dân mạng không còn bị dễ lừa như trước, bọn họ không tin Tiêu Thấm là người bại hoại như vậy. Các cư dân mạng cũng nhiệt tình tiến hành một cuộc điều tra sâu về 30% minh tinh đứng về phía đối lập với Tiêu Thấm và phát hiện ra rằng bọn họ ít nhiều đều có liên quan đến công ty giải trí dưới trướng Đàm Gia. Vì vậy, một câu chuyện khác được lan truyền trên Internet. Một khi có người nổi tiếng nào đó có động tĩnh thì cư dân mạng sẽ bình luận bên dưới, cẩn thận Lý Lộ đến kéo bạn vào hàng đấy A còng Lộ thích đứng đầu. Weibo của Lý Lộ thường hay bị người khác A còng, chỉ cần có gì đó trong giới giải trí thì cư dân mạng sẽ A còng, tác thẳng Lý Lộ vào. Tất cả đều là do Tiêu Thấm. Cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua mọi cơ hội để làm mất uy tín của Tiêu Thấm. Lần này, có một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh Tiêu Thấm. Người này rõ ràng có quan hệ rất tốt với cô, đây là một cơ hội mới với Lý Lộ. Hơn nữa, Lý Lộ luôn có một câu châm ngôn, khi một người phụ nữ hoàn mỹ bắt đầu có đàn ông vây quanh, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Có thể lúc đầu sơ hở này chỉ là một lỗ nhỏ nhưng thời gian trôi qua nhất định sẽ càng ngày càng to. Lý Lộ cảm thấy rằng thời cơ đã đến. Mục đích Lý Lộ đến tìm Trác Đại Vĩ chính là để ông ta quay trở lại công việc cũ, chịu trách nhiệm trông chừng Tiêu Thấm, truy tìm chàng thanh niên mới xuất hiện bên cạnh cô. Trác Đại Vĩ là tay săn ảnh lão làng và cũng là sư phụ của A Tổ. Có lẽ ông ta có thể làm được những điều mà A Tổ không làm được. Tuy nhiên sau khi nghe xong, Trác Đại Vĩ đã lắc đầu tỏ vẻ từ chối và nói, đằng sau Tiêu Thấm là Long Gia, thế lực ngang cơ Đàm Gia. Tôi đã đắc tội với Đàm Gia rồi, nếu như bây giờ tôi còn đắc tội thêm với Long Gia nữa, các người còn cảm thấy tôi chết chưa đủ nhanh hay sao? Dù sao thì Trác Đại Vĩ cũng không còn được như trước nữa. Trong 2 năm ẩn cư ở nước ngoài đã mài mòn khí lực và sự can đảm của ông ta. Nếu như không phải vì chuyện của Lục Vân khiến Trác Đại Vĩ ngứa tay thì bất luận thế nào, ông ta cũng sẽ không ra tay nữa. Dường như Lý Lộ đoán được ông ta sẽ nói lời này, cô ta bình tĩnh nói, nếu như thu thập chuyện xấu của Tiêu Thấm để có thể gạch bỏ toàn bộ chuyện cũ với Đàm Gia thì sao? Chắc hẳn cuộc sống ẩn núp ở nước ngoài rất khó chịu nhỉ. Nói thừa, ai lại muốn trốn chui trốn nhủi suốt đời chứ? Ngay cả khi có nhiều tiền trong tay, ông ta cũng không dám tiêu pha quá nhiều và ông ta cũng không thực sự thích nghỉ được với cuộc sống ở nước ngoài. Trác Đại Vĩ cảm thấy vô cùng cay đắng. Đương nhiên là ông ta hy vọng Đàm Gia sẽ buông tha cho mình nhưng sau khi nghĩ lại một hồi, ông ta lắc đầu nói, cho dù chuyện giữa tôi và Đàm Gia có được giải quyết nhưng tôi lại tiếp tục đắc tội với Long Gia thì chẳng khác nào nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Cuộc sống của tôi cũng vẫn sẽ khó khăn như vậy, chẳng khá hơn chút nào. Ông không cần lo lắng về chuyện đó. Lý Lộ nghịch móng tay sặc sỡ của mình, nói, ông chỉ cần chịu trách nhiệm thu thập tin tức còn việc vạch trần cứ giao cho tôi. Tôi đảm bảo Long Gia sẽ không biết đến sự tồn tại của ông, cho nên tội sẽ không đến đầu ông đâu. Câu nói này đã xua tan nỗi lo lắng của Trác Đại Vĩ. Rất hấp dẫn. Sau khi suy nghĩ một hồi, Trác Đại Vĩ gật đầu đồng ý, nếu là như vậy thì tôi có thể thử một lần nhưng tôi cũng không thể đảm bảo sẽ thành công. Vòng tròn quanh Tiêu Thấm quá trong sạch. Đối với một người trong giới giải trí mà nói, để Trác Đại Vĩ dùng từ trong sạch cũng đủ để thấy ông ta coi trọng Tiêu Thấm như thế nào. Mới đầu khi công ty giải trí Thiên Thịnh có ý muốn nâng đỡ Tiêu Thấm, với tư cách là một tay săn ảnh lão làng và khứu giác nhạy bén, Trác Đại Vĩ đã lập tức chú ý đến người này. Trong vòng tròn mà lợi ích là trên hết, nếu như Tiêu Thấm không cho bất cứ điều gì thì Thiên Thịnh cũng sẽ không có bất cứ lý do gì để sẵn sàng loại bỏ một minh tinh nổi tiếng như Lý Lộ để nâng đỡ một người mới. Trác Đại Vĩ cảm thấy tò mò và theo dõi Tiêu Thấm một thời gian. Hơn nữa, quan trọng là cũng không phát hiện ra điều gì trong mối quan hệ giữa cô và những người trong Long Gia. Không biết có phải là ảo giác không nữa. Trác Đại Vĩ có một loại cảm giác khó hiểu đó là có vẻ như không phải Tiêu Thấm bám vào Long Gia mà là Long Gia chủ động tiếp cận Tiêu Thấm thì đúng hơn. Đó là một sự bí ẩn. Trong một khoảng thời gian dài, Trác Đại Vĩ không thể tìm ra một thông tin gì về thân thế của Tiêu Thấm nhưng ông ta lại tìm ra thông tin ở phía Lý Lộ. Sau này Trác Đại Vĩ bị Đàm Gia truy lùng nên đương nhiên không thể theo dõi Tiêu Thấm nữa. Hôm nay đột nhiên Lý Lộ đến tìm ông ta, hy vọng rằng ông ta có thể quay trở lại công việc cũ của mình. Sau khi nghiêm túc cân nhắc, Trác Đại Vĩ đã đồng ý với yêu cầu của Lý Lộ. Thế nhưng khi ông ta nói rằng vòng tròn quanh Tiêu Thấm quá trong sạch,
khuôn mặt của Lý Lộ trở nên u ám. Lý Lộ đã coi Tiêu Thấm là kẻ thù truyền kiếp của mình nên bất cứ ai dám khen ngợi Tiêu Thấm trước mặt sẽ khiến cô ta cảm thấy không vui. Hừ, tốt nhất là ông nên thành công. Lý Lộ hừ lạnh một tiếng, ném cho Trác Đại Vĩ một tấm danh thiếp và nói, đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu như ông có tin tức gì về Tiêu Thấm thì hãy cho tôi biết ngay. Nói xong, cô ta cầm chiếc túi Prada trên ghế sofa rồi khoác lên cánh tay. Sau đó, cô ta đeo kính râm, hất cằm và xoay hông rời khỏi chỗ ở của Trác Đại Vĩ. Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên trong hành lang. Trác Đại Vĩ nhìn tấm danh thiếp trên tay và cười nhạt. Lần này, ông ta quyết định điều tra Lục Vân mới đầu chỉ là để thỏa mãn trí tò mò của mình. Ngay cả khi ông ta tìm ra một số thông tin nào đó, ông ta cũng sẽ không tiết lộ nó. Nhưng sự xuất hiện của Lý Lộ đã thay đổi tất cả. Không ngờ vốn dĩ tôi không định quay trở lại công việc cũ. Trác Đại Vĩ cười khổ nói, mặc dù người thanh niên tên Lục Vân kia rất ác độc nhưng tôi không thể không đánh cược được. Mặc dù Lục Vân ác độc nhưng so với Đàm Gia ở thủ đô, Trác Đại Vĩ nghiêng về phía Đàm Gia nhiều hơn. Ông ta thực sự không muốn trốn chui trốn nhủi kiểu này nữa. Hơn nữa, một người dù có ác độc đến đâu cũng không phải là đối thủ của Đàm Gia giàu có và quyền lực đúng không? Trác Đại Vĩ quyết định đánh một canh bạc. Trong khi ông ta đang giải tỏa cảm xúc của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Trác Đại Vĩ còn tưởng rằng Lý Lộ quên giải thích gì đó trước khi về nên ông ta đi tới mở cửa. Thế nhưng người mà ông ta nhìn thấy sau khi mở cửa lại khiến da đầu ông ta ngứa ran. Người đứng ở cửa không phải là Lý Lộ mà là một người thanh niên. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Từng sợi lông trên người Trác Đại Vĩ lúc này đều dựng đứng. Bởi vì người thanh niên trước mặt chính là đối tượng mà ông ta định điều tra, người thanh niên thần bí bên cạnh Tiêu Thấm, Lục Vân. Ông là Trác Đại Vĩ. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lục Vân. Chắc hẳn ông đã biết đến tôi trên mạng. Trên mặt Lục Vân nở nụ cười nhưng càng nhìn, Trác Đại Vĩ lại càng cảm thấy sởn gai ốc. Làm sao hẳn lại biết tên của ông ta, cũng biết ông ta tìm kiếm tài liệu về hắn ở trên mạng. Trác Đại Vĩ hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh nói, tôi là Trác Đại Vĩ nhưng tôi không biết cậu. Đừng chối vội, để tôi vào gặp mặt ông đã. Lục Vân mỉm cười. Giống như Lý Lộ trước đó, hẳn không hề hỏi ý kiến của Trác Đại Vĩ mà đã tự đi đến phòng khách, ngồi xuống và nói, trên ghế sofa của ông có mùi rất nồng. Trác Đại Vĩ sửng sốt nhưng sau đó sắc mặt tối sầm lại, nói, cậu nhóc, cậu không có sự đồng ý của tôi mà đã xông vào nhà riêng. Cậu không biết làm vậy là phạm pháp ư? Phạm pháp? Lục Vân cười nói, ha ha, thật không ngờ có một ngày tay săn ảnh bậc nhất trong giới giải trí lại thật sự nói ra hai chữ phạm pháp. Giới giải trí có một luật bất thành văn, luật đó nói người của công chúng không có quyền riêng tư mà không thèm đề cập đến pháp luật, dù sao, đây là chỉ là một luật lệ hão huyền mà các tay săn ảnh tự đặt ra thôi, có hợp pháp hay không cũng thật khó xác định. Có người nói như vậy là để giám sát những nhân vật của công chúng, khiến họ tích cực hướng lên. Rồi cũng có người nói, đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng. Thật khó để phân định được. Nhưng có một điều có thể khẳng định được chính là nghề săn ảnh cực kỳ rủi ro, nếu chẳng may làm mất lòng đại lão thì kết cục sẽ rất thảm. Trác Đại Vĩ là một ví dụ sinh động. Từng là một tay săn ảnh lẫy lừng, giờ đã lâm vào cảnh phải trốn đông trốn tây. Cuộc gặp gỡ với Lục Vân, cũng như cách trò chuyện quá bình tĩnh của hẳn, đã khiến Trác Đại Vĩ giật mình và tự hỏi, chẳng lẽ đây cũng là một nhân vật cấp đại lão? Trác Đại Vĩ kinh ngạc hỏi, làm sao cậu tìm được tôi? Không phải chính ông đã cho tôi biết sao, thông qua những từ khóa tìm kiếm mà ông đang dùng để thu thập thông tin về tôi, từ đó nhất cử nhất động của ông cũng bại lộ trong tầm mắt của tôi. Từ khóa tìm kiếm. Trác Đại Vĩ đột nhiên nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Thông qua từ khóa tìm kiếm mà hẳn tìm được mình, đây chẳng lẽ là hacker trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn này không phải thứ người bình thường có thể sử dụng được đâu. Từ đó còn để lộ một thông tin hết sức đáng sợ, đó là toàn bộ hệ thống mạng của Long Quốc có thể đang nằm dưới sự giám sát của thanh niên tên Lục Vân này. Thân phận thật sự của hắn là gì? Và điểm quan trọng nhất, bình thường những từ khóa sẽ bị đưa vào vòng giám sát trong trường hợp nào? Tất nhiên là chỉ khi nó liên quan đến tên những người quan trọng. Ví dụ khi có người tìm kiếm tên một ngôi sao giải trí, dù người đó có tìm kiếm hàng nghìn lần cũng không có ai quan tâm đến.
nhưng nếu có người thường xuyên tìm kiếm tên của một nhà lãnh đạo quốc gia, hoặc một số thông tin mật vụ liên quan đến bí mật quốc gia, thì người đó sẽ bị đưa vào vòng giám sát. Đây là điều mà Trác Đại Vĩ vừa nghĩ về đã vô cùng sợ hãi. Chàng trai trẻ trước mặt không hề đơn giản. Trác Đại Vĩ hối hận vì đã đồng ý với các điều kiện của Lý Lộ. Đúng như Trác Đại Vĩ đoán, Lục Vân có thể tìm thấy ông ta là nhờ công lao của ám bộ, hơn nữa nhờ vậy mà còn rất dễ dàng tóm được ông ta. Lục Vân không quan tâm đến tâm trạng của Trác Đại Vĩ, hắn liếc nhìn ông và nói, người phụ nữ vừa rồi là ai và cô ấy tìm ông để làm gì? Trác Đại Vĩ im lặng. Trong lòng ông ta nghĩ, dưới tình huống này nhất định phải đắc tội một bên, nhưng đắc tội bên nào mới có thể giảm thiểu mức độ nguy hiểm, đây là một vấn đề đáng để cân nhắc. Danh tính của Lục Vân vẫn còn là một bí ẩn, mọi thứ chỉ là suy đoán của Trác Đại Vĩ, nhưng danh tính của Lý Lộ lại đang hiển hiện rõ bên ngoài, người chống lưng sau lưng cô là Đàm Gia ở Kinh Thành. Khi Trác Đại Vĩ còn đang suy nghĩ, Lục Vân đã tự hỏi tự trả lời, nếu tôi đoán không lầm, người phụ nữ đó là Lý Lộ, phải không? Mặc dù chỉ là một phỏng đoán, Lục Vân đã có một câu trả lời chính xác trong đầu, người phụ nữ đó là kẻ thù của chị Sáu, Lý Lộ. Vừa rồi khi xuống lầu, Lục Vân đã trực tiếp giáp mặt với Lý Lộ, có lẽ Lý Lộ đang ngẩng cao đầu mà bước nên không nhận ra Lục Vân là chàng trai trẻ bí ẩn gần đây xuất hiện bên cạnh Tiêu Thấm, còn Lục Vân thì đã nhận ra cô ấy ngay lập tức. Về lý do tại sao Lục Vân biết Lý Lộ? Rất đơn giản, thông qua chuyện bị chó săn theo dõi mấy ngày nay, Lục Vân phát hiện những tên chó săn đó đặc biệt nhắm vào Tiêu Thấm, tựa như không hề hứng thú với Minh Tỉnh nào khác trong đoàn. Mục đích quá rõ ràng. Vì vậy, sau này những tên chó săn bám theo Lục Vân đều bị Lục Vân dùng đạo pháp để điều khiển họ vô thức khai ra một số tin tức trước khi hắn tống cổ họ vào đồn cảnh sát. Cuối cùng, hắn biết được bọn họ đều tới từ cùng một phòng làm việc. Và người đứng phía sau phòng làm việc này là Lý Lộ. Từ đó có thể thấy rõ ý định tìm Trác Đại Vĩ của Lý Lộ vào lúc này. Trác Đại Vĩ sợ hãi nói, nếu cậu đã biết tất cả, vậy cậu còn đến tìm tôi là có mục đích gì? Câu nói này hôm nay Trác Đại Vĩ đã nói lần thứ hai, cũng thật là mỉa mai, ông ta là tay săn ảnh, trước đây luôn là ông truy tìm tung tích của người khác, kết quả hôm nay lại tới lượt ông liên tục bị hai người bị người khác tìm tới. Người đầu tiên tìm được là nhờ có tin tức từ đồ đệ A Tổ của ông, đến người thứ hai còn đáng sợ hơn, chỉ cần xem hệ thống thôi cũng tìm được tới đây, xem ra sau này dùng mạng xã hội cũng cần thận trọng hơn. Lục Vân xoa trán. Cười nhạt nói, hôm nay tôi tìm ông mục đích chính là để cảnh cáo ông không được quấy rầy người bên cạnh tôi, không ngờ Lý Lộ lại tìm đến trước, nhưng vậy cũng vừa hay để ông có thể giúp tôi vài việc. Nếu như hôm nay Lục Vân không đến, chắc chắn bước tiếp theo trong kế hoạch của ông ta chính là đi Hạnh Lâm Đường để quan tâm Lâm Thanh Đàn, làm một số việc mà Lục Vân chán ghét. Làm sao Trác Đại Vĩ có thể không hiểu ý của Lục Vân, ông cúi đầu, chớp mắt mấy cái rồi nói, cậu muốn tôi dùng kế trong kế. Lục Vân gật đầu. Tuy nhiên, Trác Đại Vĩ lập tức lắc đầu như chống bỏi, nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sau lưng Lý Lộ là Đàm Gia, tôi không muốn bị đuổi giết lần nữa đâu. Trác Đại Vĩ đã bị Đàm Gia truy giết vài năm, dũng khí gì đó đều bị đánh bay hết, làm sao có gan mà đắc tội Đàm Gia lần nữa, muốn chết sao? Lục Vân dùng ánh mắt thâm thúy nhìn ông ta một cái, nói, ông không dám đắc tội Đàm Gia, cho nên định đắc tội tôi sao? Cái này, vẻ mặt Trác Đại Vĩ thoáng cứng đờ. Ông ta có thể đoán ra thân phận của Lục Vân có lẽ không đơn giản, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không dám chắc lắm, hiện tại lại nghe được lời nói của Lục Vân, xem ra lai lịch của hắn còn lớn hơn cả Đàm Gia. Trác Đại Vĩ cảm thấy vô cùng đau đầu. Như vậy đi, tôi không biết ông có nhận ra thứ này hay không, nếu không, tôi có thể cho ông thấy những khả năng khác của tôi. Lục Vân cáu kỉnh ném thiên sáp lệnh lên bàn. Thầm nghĩ rằng nếu Trác Đại Vĩ không nhận ra lệnh bài này, hắn sẽ để lộ thân phận người tu luyện, nhiều đấy để trấn tĩnh Trác Đại Vĩ hoàn toàn không thành vấn đề. Không ngờ, Trác Đại Vĩ vừa nhìn thấy lệnh bài này, thân thể kịch liệt run lên, ánh mắt dưới kính lại trở nên có chút kinh hãi, kinh hô một tiếng, thiên sáp lệnh. Trong số những người bình thường, thực sự không có nhiều người biết đến thiên sáp lệnh. Lục Vân đưa ra thiên sáp lệnh, lúc đầu hắn cũng không nghĩ Trác Đại Vĩ sẽ biết. Nhưng kết quả lại có phần ngoài ý muốn. Trác Đại Vĩ thực sự đã nhận ra. Cậu là Vân Thiên Thần Quân. Trác Đại Vĩ run giọng hỏi, thấy Lục Vân gật đầu, liền khuỵu xuống đất.
Trác Đại Vĩ có mắt không tròng, không biết điện hạ, mong điện hạ bớt giận. Trác Đại Vĩ cuối cùng cũng hiểu vì sao Lục Vân có thể tìm thấy ông ta dọc theo thông tin trên mạng, từ khi biết Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân thì mọi thứ lập tức thông suốt. Nếu đã biết thân phận của tôi, hẳn là ông cũng biết mình phải làm gì rồi chứ. Lục Vân thu hồi lệnh bài, nhàn nhạt nói. Biết ai? Trác Đại Vĩ nặng nề gật đầu. Một là nhà họ Đàm ở Bắc Kinh, hai là Vân Thiên Thần Quân, nhắm mắt cũng biết phải chọn bên nào rồi. A Tổ gần đây cáu kỉnh muốn chết. Từ sau khi làm việc cho Lý Lộ, nhiệm vụ chính của anh là theo dõi Tiêu Thấm và cố gắng hết sức để moi ra xì căng đan của Tiêu Thấm. Tiêu Thấm đi đóng phim ở đâu, A Tổ và thuộc hạ của anh ta cũng theo tới đó. Thế nhưng đã lâu như vậy vẫn không có tiến triển gì cả. Lần này, một thanh niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Thấm, A Tổ lập tức cho rằng đó là một cơ hội, nhưng ai biết được, tất cả thuộc hạ cử đi theo dõi hắn đều bị đưa vào cục cảnh sát. Lý Lộ rất không vui. Đương nhiên, tâm trạng của A Tổ cũng vô cùng tồi tệ. Ngồi trên sofa hút hết điếu này đến điếu khác. Chiếc tivi trước mặt đang chiếu bộ phim câu chuyện của cảnh sát mới do chú Long đóng, đã đến đoạn cuối, lúc này chú Long thốt lên câu thoại kinh điển, dừng tay lại đi, A Tổ. A Tổ vốn không yên lòng, nghe xong câu này thì rất khó chịu nên tắt tivi đi. Ngay lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên rung lên. Vừa cầm lên xem, là một tin nhắn, được gửi từ sư phụ Trác Đại Vĩ của anh ta. Nội dung tin nhắn là địa chỉ khách sạn và số phòng. Cơn cáu kỉnh của A Tổ biến mất ngay lập tức, anh ta nhanh chóng gọi điện cho Trác Đại Vĩ và hỏi. Sư phụ, tin nhắn ngài gửi cho con là có ý gì? Trác Đại Vĩ trả lời, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, sau lần này, cậu có thể ra nước ngoài trốn một thời gian. Lời nhắc nhở này đã rất rõ ràng. Trước đó, Trác Đại Vĩ sư phụ của anh ta bị đuổi ra nước ngoài sau khi bí mật chụp ảnh Lý Lộ và một người nào đó trong Đàm gia. Bây giờ Trác Đại Vĩ nói điều này tức là ông ta đang ám chỉ với A Tổ, trong khách sạn có một quả dưa lớn, và anh ta nên rời đi ngay sau khi chụp ảnh xong để không bị Đàm gia đuổi giết. Không hổ là một ngày làm thầy cả đời làm cha, lão sư phụ đúng là lo cho mình. A Tổ cảm động cực kỳ. Sau khi tắt điện thoại, A Tổ lập tức gọi mấy đàn em đang ngồi xổm bên ngoài về, đàn em bối rối hỏi, đại ca, sao chúng ta không canh chừng ở khách sạn nơi đoàn phim? Tiêu Thấm đang ở, trở về làm gì? Còn canh chừng cái rắm, Tiêu Thấm đã đi khách sạn khác rồi. A Tổ chửi rủa. Mấy tên đàn em lập tức phản ứng lại và hỏi, đại ca có thu hoạch gì bất ngờ sao? A Tổ mỉm cười, tất nhiên, sư phụ gửi tin cho tôi. Ông ấy đã tìm được nơi mà Tiêu Thấm và tình nhân của cô ấy hẹn hò, chúng ta hãy nhanh chóng đến đó, qua đêm nay, mấy đứa muốn tiêu xài thế nào cứ tiêu xài thế đó. Mấy đứa em nghe vậy cũng bắt đầu phấn khích. Lý Lộ nói rằng chỉ cần đào ra xì căng đan của Tiêu Thấm, họ sẽ được cấp cho một số tiền lớn, đủ để họ tiêu xài cả đời. Hơn nữa, họ đều biết sư phụ của A Tổ là ai, ông ta là một tay săn ảnh kỳ cựu, thông tin ông ấy đưa chắc chắn đáng tin cậy. Cả nhóm người không mảy may nghỉ ngờ, sau khi thu dọn thiết bị lập tức chạy thẳng đến địa chỉ khách sạn mà không chần chừ. Lúc đến gần khách sạn, A Tổ yêu cầu đàn em ngồi xổm bên ngoài khách sạn để thử xem có thể được chụp ảnh Tiêu Thấm và người tình của cô ấy ra vào khách sạn hay không. Về phần mình, anh ta đi vào mở một gian phòng, số phòng ở bên cạnh số Trác Đại Vĩ cung cấp. A Tổ nấp sau cửa phòng mình, để hở một kẽ hở. Nên chỉ cần phía bên kia có động tĩnh nhẹ là anh có thể phát hiện ra ngay. Ở lại đến 8 giờ tối, có tiếng mở cửa. A Tổ lập tức cảnh giác, rón rén đến khe cửa nhìn trộm, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chính là Lục Vân. Anh ta thấy Lục Vân nói với bên trong, em ngủ trước đi, tôi ra ngoài làm một số việc, lát nữa sẽ quay lại. Nói rồi rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Vân biến mất trong hành lang, A Tổ lập tức hào hứng liên lạc với đàn em ở tầng dưới, nói chú ý nhé, người yêu của Tiêu Thấm đã ra ngoài rồi, chính là người trẻ tuổi trước kia xuất hiện trên phim trường, mấy đứa che giấu cho tốt, chụp lén đừng để hắn phát hiện. Hiện tại anh ấy đã hoàn toàn tin rằng người phụ nữ trong phòng là Tiêu Thấm. Chắc chắn rồi, một người phụ nữ dù hoàn hảo đến đâu, khi bắt đầu có đàn ông xuất hiện xung quanh cô ấy, khuyết điểm của cô ấy sẽ lộ ra. Sau khi theo dõi Tiêu Thấm lâu như vậy, cuối cùng anh cũng tìm thấy cơ hội. Tâm trạng hiện tại của A Tổ rất sảng khoái.
Khoảng 10 phút trôi qua. Đàn em của A Tổ trả lời, đại ca, không đúng, người mà anh nhắc đến không ra. Không ra? Làm sao có thể? Anh ấy rõ ràng đã nhìn thấy Lục Vân rời đi. Hơn nữa, anh ta còn nghe Lục Vân nói hắn ra ngoài có việc, để Tiêu Thấm ngủ một lúc, đợi anh ấy quay lại. Từ nơi này xuống bằng thang máy mà hết 10 phút sao? Kiên nhẫn chờ đi, A Tổ trấn an họ. Sau hơn 10 phút nữa, đàn em lại báo vẫn. Không thấy Lục Vân đi ra, điều này khiến A Tổ cảm thấy vô cùng chán nản, và quyết định ra ngoài xem. Khi đến hành lang, anh ta ngạc nhiên phát hiện cánh cửa đối diện không đóng kín. Cánh cửa phòng đối diện không được đóng chặt. Tim của A Tổ đập thình thịch. Sau khi nhìn hai bên và xác định hành lang không có ai, anh ta mới cẩn thận nép vào cánh cửa đối diện và nghe trộm tiếng nói chuyện bên trong. Hiệu quả cách âm của khách sạn này rất tốt. Nhưng nếu không đóng chặt cửa thì có thể nghe rõ được tiếng động bên trong phòng qua khe hở này. Thế nhưng A Tổ lại không nghe thấy gì cả. Thực sự quá kỳ lạ. A Tổ do dự hồi lâu, anh ta đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo. Anh ta quyết định lẻn vào để xem chuyện gì đang xảy ra. Cẩn thận đẩy cánh cửa ra. Tạo ra một khe hở vừa đủ rộng để anh ta lẻn vào. A Tổ cố gắng không phát ra tiếng động nào. Mỗi khi bước một bước, anh ta dừng lại để lắng nghe thanh âm bên trong một cách cẩn thận vì sợ bị Tiêu Thấm phát hiện. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng A Tổ cũng nghe thấy tiếng ngáy nhẹ. Bây giờ anh ta có thể chắc chắn, có người ở trong phòng ngủ, vừa mới ngủ. Liệu có phải là Tiêu Thấm không? Trong lòng A Tổ có chút kỳ vọng vì tư thế ngủ của minh tinh nữ xinh đẹp Tiêu Thấm không phải là điều mà người bình thường có thể nhìn thấy. Tiếng ngáy nhẹ giống vuốt mèo khẽ cào vào trái tim A Tổ. Dù sao thì cũng đã vào trong rồi, anh ta sẽ mạnh dạn chụp ảnh tư thế ngủ của Tiêu Thấm. Vì thế, A Tổ quyết định tiến lên vài bước, di chuyển đến vị trí có thể nhìn thấy chiếc giường lớn trong khách sạn. Trên giường quả nhiên có người. Hơn nữa, đó lại còn là một người phụ nữ đang ngủ khỏa thân nằm nghiêng với dáng người rất chuẩn. Cặp mông to trắng nõn nà của cô ta đang hướng về phía A Tổ. A Tổ lập tức cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mặc dù anh ta không nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ nhưng ngay từ đầu anh ta đã cho rằng người phụ nữ sống trong căn phòng này là Tiêu Thấm nên có thể thấy lúc này A Tổ hưng phấn tới mức nào. Đây chính là cơ thể duyên dáng của Tiêu đại mỹ nữ đói. A Tổ nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc nếu như không chụp mấy bức ảnh về khung cảnh hiếm có này. Vì thế, anh ta quyết định chụp vài bức ảnh, anh ta chụp từ đằng sau ra trước. Vì người phụ nữ trên giường đang ngủ say nên A Tổ chụp ảnh đầy tự tin. Anh ta không ngừng rên rỉ trong lòng, đây là Tiêu Thấm, đây là Tiêu Thấm. Thế nhưng khi chụp nghiêng gương mặt của người phụ nữ, toàn thân A Tổ run rẩy, máy ảnh trong tay lập tức rơi xuống. Người phụ nữ khỏa thân nằm nghiêng trên giường này hoàn toàn không phải là Tiêu Thấm mà là sếp của anh ta, Lý Lộ. Làm sao có thể, tâm trí của A Tổ trở nên trống rỗng. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy Lục Vân rời khỏi căn phòng này. Theo logic mà nói, người phụ nữ nằm trên chiếc giường này hẳn là Tiêu Thấm mới đúng. Cho dù không phải là Tiêu Thấm thì cũng phải là một người phụ nữ khác, không thể nào là Lý Lộ được. Lý Lộ và Tiêu Thấm là đối thủ của nhau, Lục Vân lại rất thân với Tiêu Thấm. Vì thế, Lý Lộ ở cùng một phòng với Lục Vân là hoàn toàn không thể. A Tổ như chết lặng, máy ảnh rơi xuống đất. Tiếng máy ảnh vang lên cực rõ trong căn phòng yên tĩnh. Vì vậy, không chỉ có A Tổ sửng sốt mà Lý Lộ đang say ngủ cũng giật mình. Khi mở mắt ra và thấy một người đang đứng trước mặt mình, cô ta hét lên, anh là ai? Khi nhìn thấy rõ người trước mặt mình là A Tổ, sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống, anh lẻn vào phòng tôi làm gì? Phòng của chị. A Tổ chưa kịp giải thích, Lý Lộ đã hét lên, thằng khốn, anh dám âm mưu hại tôi ư? Có phải anh không nhịn được nữa phải không? Rõ ràng Lý Lộ đã nhận ra bản thân mình đang không mặc gì, trong tiềm thức cô ta nghĩ rằng chính A Tổ là người làm. Thân phận của A Tổ là gì? Chỉ là một tay săn ảnh. Anh ta nghĩ mình là ai? Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Lý Lộ hung hãn như con cọp, nhảy xuống giường lao đến trước mặt A Tổ xé xác anh ta. Dù sao Lý Lộ cũng từng là một minh tinh rất được yêu thích nên dáng người của cô ta không có gì phải bàn. Nếu không thì cũng không dỗ được người của Đàm gia vui vẻ như vậy. Cô ta lao tới như vậy, quả thực kích thích thị giác. Thế nhưng A Tổ không hề quan tâm.
Cảm giác được nhìn thấy Tiêu Thấm khi bước vào cánh cửa đã biến mất trong cơn sốc vừa rồi. A Tổ nào dám đánh trả, anh ta chỉ có thể liều mạng giải thích, chị Lý bình tĩnh đã. Đây là hiểu lầm, tôi tưởng rằng chị là Tiêu Thấm cho nên mới lén lút chụp ảnh. Tôi là Tiêu Thấm, anh bị mù à, lại dám nhận nhầm tôi là Tiêu Thấm. Lý Lộ vốn đã tức giận, nay A Tổ lại dám nhắc đến tên của Tiêu Thấm trước mặt cô ta lại khiến cho cô ta càng tức giận hơn. Cô ta kéo đánh A Tổ, móng tay sắc nhọn cào A Tổ hơn chục lần. Sau khi bị đánh một hồi, A Tổ cảm thấy tức giận và hét lên, chị nhìn kỹ xem đây là đâu. Tiếng gầm lớn này thực sự khiến Lý Lộ giật mình. A Tổ tiếp tục gào to, nhất định là do thằng nhãi đó làm, chúng ta đều bị thằng nhãi bên cạnh Tiêu Thấm chơi đùa rồi. Cô ta lập tức phản ứng lại, nhất định là lại bị Lục Vân lừa rồi. Giống như lúc trước, cấp dưới của cô ta đi theo dõi Lục Vân nhưng tất cả đều bị cảnh sát bắt dưới danh nghĩa mại dâm. Người tên Lục Vân đó rất độc ác, chắc chắn hẳn có thủ đoạn nào đó có thể thao túng mọi người. Lý Lộ cũng lấy lại tinh thần, cô ta nhìn xung quanh, quả nhiên khung cảnh rất xa lạ, bài trí hoàn toàn khác với nơi cô ta ở. A Tổ nói tiếp, đây là khách sạn, chính thằng nhãi kia là người đưa chị vào. Vừa nãy chính mắt tôi nhìn thấy hắn rời khỏi đây cho nên tôi mới nhầm chị là Tiêu Thấm. Chị nghĩ kỹ lại xem, chị tới đây bằng cách nào? Tôi đến đây bằng cách nào? Ánh mắt của Lý Lộ có chút mờ mịt. Ký ức của Lý Lộ bị đứt đoạn. Cô ta không nhớ nổi mình đến khách sạn này như thế nào. A Tổ càng thêm khẳng định, chị Lý, em từng nói với chị rằng thằng nhóc kia rất kỳ quái nhưng chị lại không tin. Lần này chị đã tin em chưa? Khi chứng kiến từng đàn em của mình lần lượt rơi vào hoàn cảnh này, A Tổ đã biết rằng Lục Vân không phải là người bình thường. Tốt nhất là không nên chọc vào hắn. A Tổ đã báo ngay tin tức này cho Lý Lộ. Thế nhưng cô ta không những không tin mà còn nói A Tổ bao biện cho sự kém cỏi của bản thân. A Tổ có trăm cái miệng cũng không cãi lại được. Anh ta không thể đưa ra bất cứ bằng chứng xác thực nào chứng minh rằng Lục Vân chính là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Những người đàn em của anh ta bị bắt dưới danh nghĩa mại dâm dường như bị mất trí nhớ tập thể vì họ không thể nhớ ra những gì xảy ra trước đó. Hơn nữa, tất cả các máy ảnh cũng không ghi lại bất cứ thông tin liên quan nào. Có một số tay săn ảnh thông minh hơn. Sau khi biết Lục Vân rất ác độc, bọn họ quyết định chuyển sang phương thức phát sóng trực tiếp trên điện thoại. Cứ tưởng sẽ không có chuyện gì đúng không? Quả thực cách này cũng có tác dụng nhất định, đó là bọn họ giữ lại được máy ảnh của mình. Bọn họ không hề giống những người trước đó, rời khỏi đồn cảnh sát trong tình trạng không biết máy ảnh của mình đang ở đâu. Và đó cũng là tác dụng duy nhất của cách này. Sau khi chuyển sang phát sóng trực tiếp trên điện thoại, kết cục của bọn họ còn thảm hơn. Mới đầu phát sóng trực tiếp vẫn ổn nhưng điện thoại di động của bọn họ đột nhiên bị mất tín hiệu ở một số nơi. Tất nhiên cũng chỉ mất tầm 1-2 phút. Trông có vẻ vô thưởng vô phạt. Thế nhưng sau khi tín hiệu được khôi phục, sự đảo ngược xuất hiện. Trong chương trình phát sóng trực tiếp không có cảnh đi theo Lục Vân nhưng các tay săn ảnh lại hướng máy quay về phía mình và nói chuyện một mình. Bọn họ nói nhảm gì mà đi theo người thanh niên đó mệt lắm, chỉ bằng đi tìm chỗ nào đó vui vẻ thì hơn. Rồi sau đó, quá trình phát sóng trực tiếp chuyến thăm nhà chứa của bọn họ bắt đầu. Kiểu hành vi tự hủy này không cần đến công dân nhiệt tình báo cáo, bọn họ tự báo cáo mình luôn. Làn sóng dư luận bình luận hiện giờ đều nói chủ video liều mạng quá, vì để nổi tiếng mà tự làm xấu bản thân mình. Thậm chí còn có, người nhiệt tình tư vấn bảo không cần phải làm đến mức này. Nếu như muốn nổi tiếng quá thì vào toilet ăn là được rồi, cần gì phải tự làm xấu mình như thế. Khi nhìn lại cảnh này, những tay săn ảnh tự cho là thông minh cảm thấy rùng mình bởi vì họ không nhớ mình đã nói gì hoặc làm gì. Kể từ đó, các tay săn ảnh không còn dám tùy tiện phát sóng trực tiếp nữa. A Tổ đã từng nói với Lý Lộ về những điều kỳ lạ này nhưng Lý Lộ lại không tin và nói rằng cô ta sẽ đến Giang Nam để xem thực hư mọi chuyện ra sao. Tình cờ A Tổ cũng nói rằng Trác Đại Vĩ đã trở về Long Quốc và ẩn náu ở Giang Nam nên Lý Lộ tiện thể đi tìm Trác Đại Vĩ. Sau khi Lý Lộ đến Giang Nam, cô ta ở trong căn phòng Tổng thống. Sau khi gặp Trác Đại Vĩ vào hôm nay, cô ta liền trở về phòng của mình. Ký ức dừng lại vào lúc 5 giờ chiều. Nhưng bây giờ đã 8 giờ 30 phút tối. Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Lý Lộ không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghe những gì A Tổ nói,
Lý Lộ nhận ra rằng người thanh niên bên cạnh Tiêu Thấm đã giở trò quỷ. A Tổ do dự một chút, nói chị Lý, người thanh niên kia là cao nhân. Em nghĩ rằng chúng ta nên cho qua đi. Cho qua, anh đùa gì vậy? Lý Lộ tôi thề rằng nhất định phải xử chết Tiêu Thấm, khiến cho cô ta thân bại danh liệt, vậy mà anh dám bảo tôi cho qua ư? Cho qua thế nào được? A Tổ chưa kịp nói hết, Lý Lộ đã ngắt lời. Bây giờ Lý Lộ đã nói như vậy rồi, A Tổ còn có thể nói gì được nữa? Anh ta chỉ là một tay săn ảnh lấy tiền làm việc nên anh ta không dám ra lệnh cho Lý Lộ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lý Lộ cau mày nói, anh vừa nói rằng thằng nhóc bên cạnh Tiêu Thấm đi ra ngoài từ căn phòng này. A Tổ gật đầu, tôi rất chắc chắn chính là hắn. Hừ, nếu như hắn đã tự mình tới cửa thì hôm nay tôi nhất định phải tra ra thân phận của hắn. Mau tới chỗ lễ tân khách sạn với tôi. Lý Lộ hừ lạnh một tiếng, vội vã đi ra ngoài. A Tổ nói, chị Lý, chị mặc quần áo vào trước đã. Anh ta nuốt nước bọt. Lúc này, Lý Lộ mới nhận ra vừa rồi cô ta kích động tới mức quên mất mình đang không mặc đồ. Sau khi được A Tổ nhắc nhở, cô ta chợt nhận ra điều này. Lý Lộ không nói gì. Cô ta vội mặc chiếc váy hai dây bó sát vào người, sau đó là đôi tất trắng và đôi giày cao gót. Cô ta cũng không bảo A Tổ tránh ra chỗ khác. Một là bây giờ cô ta không có tâm trạng. Hai là cô ta cũng đã quen với cảnh này từ lâu. Sau khi thay đồ xong, hai người nhanh chóng đi thang máy xuống tầng 1. Sau khi tìm được lễ tân khách sạn, Lý Lộ hỏi, giúp tôi kiểm tra thông tin đăng ký phòng của người đàn ông đưa tôi đến khách sạn. Nếu như Lục Vân thực sự đã đưa cô ta tới đây thì hắn chắc chắn sẽ đăng ký thông tin của mình khi nhận phòng khách sạn. Đứng ở quầy lễ tân là một cô gái trẻ. Sau khi Lý Lộ nói xong, cô ta cười đáp, cô cứ yên tâm, khách sạn chúng tôi tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng, nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Yên tâm. Lý Lộ lập tức nhận ra có lẽ nhân viên lễ tân nghĩ rằng cô ta đang thử mình. Mặc dù Lý Lộ đã rời khỏi giải trí nhưng cô A cũng từng là minh tinh hàng đầu rất nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nên chắc hẳn vẫn có rất nhiều người nhận ra cô ta. Một người nổi tiếng đến thuê phòng với một người đàn ông, đương nhiên là khách sạn phải giữ bí mật, nếu không sau này còn ai dám đến khách sạn của họ nữa. Đó chính xác là những gì cô gái làm ở quầy lễ tân nghĩ. Hơn nữa, chắc hẳn cô ta nghĩ rằng Lý Lộ đang nhắc nhở cô ta phải giữ bí mật. Nếu không làm gì có chuyện hai người đến thuê phòng cùng nhau, sau đó quay ra chỉ để hỏi thông tin đăng ký của người đi cùng. Không phải Lý Lộ là người nắm rõ nhất thông tin của người đàn ông đó sao? Quầy lễ tân của khách sạn hiểu lầm ý của Lý Lộ. Lý Lộ không có tâm trạng giải thích nhiều như vậy, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại nói, lập tức, tra thông tin của người kia cho tôi, bằng không gọi quản lý của cô tới gặp tôi. Lý Lộ hung hăng đập một cái lên mặt bàn. Cô gái ở quầy lễ tân giật mình, thấy Lý Lộ tựa hồ không phải đang nói đùa, liền nói tôi. Để tôi xem. Cô ấy luống cuống thao tác trên máy tính một hồi. Đột nhiên. Cô ấy nói với vẻ bối rối, cô Lý. Ở đây, không có thông tin đăng ký của hắn. Không có thông tin đăng ký, cô đang nói đùa gì vậy, không có thông tin đăng ký cũng có thể tùy tiện ra vào khách sạn. Lý Lộ nổi trận lôi đình, chửi rủa. Tôi nhớ ra rồi. Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân thực sự hoảng sợ, vừa rồi nhất thời đầu chưa nảy số, lúc này nhìn thấy trong máy tính không có thông tin đăng ký của Lục Vân, mới nhớ đến một sự kiện. Cô gái ở quầy lễ tân nói, khi bọn họ đến, chỉ dùng thân phận cô để đăng ký, hơn nữa chính cô. Từ trong túi lấy ra chứng minh thư. Theo quy định, mọi khách hàng đến thuê phòng ở khách sạn đều phải đăng ký bằng tên thật nhưng nhiều khách sạn chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đặc biệt là đối với những nhân vật nổi tiếng như Lý Lộ, vì bảo vệ quyền riêng tư, bọn họ thường chỉ đăng ký thông tin của một người, để sau này khi kiểm tra hồ sơ phòng, sẽ không ai biết được người ở cùng bọn họ là ai. Đối với giám sát khách sạn, có rất nhiều chỗ để điều động. Đây cũng là một loại bảo vệ quyền riêng tư. Khách sạn không thể nói rằng họ sẽ không kiếm được số tiền từ quy định chết đó. Sau khi Lý Lộ nghe được câu trả lời của lễ tân, không khỏi mắng cô đánh rằm. Tôi chủ động đăng ký thông tin, cho nên ý của cô là tôi chủ động dẫn thanh niên kia thuê phòng. Hai khái niệm khác nhau. Nếu thanh niên kia thuê phòng, có thể nói ngược lại thanh niên này đang âm mưu làm bậy, nhưng nếu Lý Lộ chủ động mở cửa phòng, ý tứ xế hoàn toàn khác.
Cô gái nhỏ ở quầy lễ tân bị Lý Lộ mắng, trong nội tâm càng thêm ủy khuất nhưng vẫn thành thật nói, cô Lý, cô đừng nóng giận. Quả thật là cô chủ động thuê phòng, tôi nhớ vô cùng rõ ràng. Cô đánh giám, thật là vớ vẩn, Lý Lộ không màng đến vẻ ngoài của cô mà hét lên, tôi muốn xem mấy giám sát khách sạn. Yêu cầu này, cô gái ở quầy lễ tân cầu còn không được. Cô ấy không muốn bị mắng vô cớ nữa. Sau khi Lý Lộ làm ầm lên như vậy, quản lý tiền sảnh của khách sạn cũng bị cô ta thu hút. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, ông ta đã đồng ý với yêu cầu xem máy giám sát của Lý Lộ. Sau một lúc, video giám sát trong ngày đã được gửi qua. Lý Lộ xem xong mặt tối sầm lại. Cảnh quay trong giám sát quả nhiên giống như lời lễ tân nói, Lý Lộ chủ động thuê phòng, trông vô cùng giống như một người phụ nữ giàu có đi với tiểu chó sói sao của mình. Sao một từ thông dụng trên mạng dùng để miêu tả những người đẹp trai, lạnh lùng và bá đạo, tuy còn nhỏ nhưng lại mang đến cho các cô gái cảm giác an toàn. Nhưng bản thân Lý Lộ không nhớ bất cứ điều gì. A Tổ nói, chị Lý, thằng nhãi này nhất định là một võ giả. Nó đã sử dụng một loại đạo pháp kỳ quái nào đó, làm chúng ta xoay mòng mòng. Nói nhảm, tự bản thân tôi nhìn không ra sao. Còn cần anh nói, Lý Lộ trừng mắt nhìn A Tổ nói. Nếu như chỉ là đơn giản mất đi ý thức, cũng không giải thích được cái gì, có thể trên người Lục Vân có loại thuốc mê nào đó, mới bắt cóc Lý Lộ đem đến khách sạn này. Tình hình hiện tại là, rõ ràng Lý Lộ mất đi ý thức, nhưng hành vi của cô ta không khác gì người bình thường, điều này có thể giải thích rõ vấn đề. Lục Vân là một người tu đạo, có một số thủ đoạn thao túng mọi người. Lúc trước A Tổ nói hiện tượng kỳ quái này, Lý Lộ đâu tin. Cho tới bây giờ loại hiện tượng quỷ dị này phát sinh trên người cô ta không tin không được. Sắc mặt Lý Lộ âm trầm, trầm ngâm một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, lúc trước anh tới khách sạn này lén lút chụp ảnh, cũng rơi vào cạm bẫy này của thằng nhãi kia sao? Là lão sư tôi cho tôi tin tức, A Tổ võ chán, ngay lập tức gọi cho lão sư của mình là Trác Đại Vĩ, nhưng kết quả là đầu dây bên kia đã tắt máy. Lý Lộ lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Đại Vĩ. Tôi thấy ông đang muốn chết. Đến bây giờ làm sao cô ta vẫn chưa hiểu chứ, nhất định Trác Đại Vĩ và Lục Vân đã cùng nhau liên thủ chơi cô ta một phát. Theo tôi đi giết con chó lạc đó. Lý Lộ tức giận rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến chỗ ở của Trác Đại Vĩ. A Tổ cũng kìm nén sự oán giận trong lòng. Anh ta không ngờ đến, lão sư của mình, thực sự có thể làm điều đó với anh ta. Vậy thì đừng trách tôi khi sư diệt tổ sao? Phản bội. Tiêu diệt cả người đã dạy dỗ mình. A Tổ ngay lập tức triệu tập những tên đàn em đang ngồi xổm bên ngoài khách sạn, giờ họ không còn là tay săn ảnh nữa mà là thuộc hạ của Lý Lộ. Các anh em rất khó hiểu, không phải họ đang ngồi xổm đợi Tiêu Thấm và người yêu của cô ấy sao? Tại sao Tiêu Thấm và người tình của cô ấy không xuất hiện, ngược lại lại là bà chủ Lý Lộ bước ra khỏi khách sạn? Dù rất khó hiểu nhưng họ không dám hỏi. Sắc mặt của Lý Lộ và A Tổ đều rất khó coi. Lúc này ai dám nói nhiều, sẽ bị sét đánh. Tóm lại, lão đại nói đi đánh người, cứ đi theo là được. Về phần Lục Vân, cuối cùng hắn rời khách sạn như thế nào, ai mà biết được, có lẽ hắn từ cửa sổ trên tầng cao nhất của khách sạn mà bay đi. Lại nói về phần Lý Lộ bên này. Cô ta và một đám người xông thẳng vào nhà. Trác Đại Vĩ, quả nhiên đều vô ích, Trác Đại Vĩ đã sớm chạy đi đến nơi khác. Lý Lộ tức giận đến mức chỉ biết ném hết đồ đạc trong phòng, để xả hết lửa giận trong lòng. Cô ta chỉ hận là thế lực của mình chỉ ở Kinh Thành, đối với tỉnh Giang Nam cô ta cũng không biết nhiều. Nếu quyền lực của nhà họ Đàm được đặt ở tỉnh Giang Nam, tất cả thông tin của Lục Vân và Trác Đại Vĩ chắc chắn sẽ được moi ra trong vòng 2 ngày. Cho dù là bọn họ chui vào động trốn, phải đào 3 thước đất coi cũng muốn lôi bọn họ ra ngoài. Mẹ kiếp, đây là các người ép tôi. Trong mắt Lý Lộ hiện lên một tia u ám, cô ta thấp giọng mắng, đồ chó chết, là các người ép tôi. Từ trước đến nay, cuộc chiến giữa cô ta và Tiêu Thấm đều là một cuộc chiến thầm lặng. Đôi bên dù biết rõ nhưng vẫn giữ một lớp xương mờ không động vào. Theo lời của Lý Lộ, ngay cả khi Tiêu Thấm phải chết, trước đó cô ta cũng phải khiến cô thân bại danh liệt, như vậy mới thỏa cơn hận của cô ta. Thế nhưng Lục Vân lại xuất hiện. Những gì Lục Vân đã làm. Khiến Lý Lộ phát cáu, cô ta quyết định giải quyết mối ân oán này theo cách trực tiếp hơn. Nếu đã không thể chiến đấu trong thầm lặng,
vậy thì chiến đấu trực diện. A Tổ đã làm việc cho Lý Lộ vài năm rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt cô ta khó coi đến vậy, dường như anh ta đã đại khái đoán được cô ta đang nghĩ gì. Chần chừ một lúc, A Tổ lấy hết can đảm để nhắc nhở cô ta, chị Lý, người bên cạnh Tiêu Thấm là một người tu đạo. Anh ta nói lời này không chỉ một lần, nhưng không thể không nói nữa. Những người tu đạo và võ giả, vân vân, đã vượt ra ngoài phạm trù thế tục, vì vậy tốt nhất là không nên khiêu khích họ. Còn đối với các võ giả, ha ha, điều đó dù muốn cũng không dám nghĩ tới. Ngay cả Vũ Minh cũng không thể áp chế sự tồn tại của họ, nếu có ai dám khiêu khích, thì ngoan ngoãn chịu nhận đòn đi. Nhưng võ giả cũng khá hiếm gặp. Vì vậy đám người Lý Lộ sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng Lục Vân là một võ giả. A Tổ nhắc nhở Lý Lộ không được hành động bốc đồng. Cuối cùng, lại bị Lý Lộ khinh thường liếc anh ta một cái, cười nhạo nói, đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang suy nghĩ gì. Không phải anh đang sợ bị liên lụy sao? Nếu như sợ, thì mau chóng cút khỏi đây đi. A Tổ cúi đầu trầm mặc. Tất nhiên là anh ta sợ. Ngay từ lần đầu tiên đoán Lục Vân có thể là một người tu đạo, A Tổ có ý định thu tay, nhưng vì áp lực của Lý Lộ quá lớn, nên anh ta mới tiếp tục theo dõi Lục Vân. Bây giờ nghe những gì Lý Lộ nói, A Tổ lập tức nao núng. Đây là ân oán giữa cô và người tu đạo kia, còn chúng tôi chỉ là những người lao động bình thường không muốn cùng cô chịu tội. Có tiền thì tốt, nhưng cũng phải tiêu nó một cách khôn ngoan. Ngay khi A Tổ đang chuẩn bị nói chuyện, Lý Lộ đột nhiên lại cười lạnh nói lăm đó. Chắc đại vĩ làm lộ bí mật riêng tư của tôi, anh cũng có một phần công lao đúng không? Vừa dứt lời, sắc mặt A Tổ lập tức thay đổi. Trong ngành công nghiệp săn ảnh, hành động một mình chắc chắn là không được, phải có đồng đội hỗ trợ. Không thể một mình mà phải có nhiều tay chân khác nữa, vì để thu thập động tĩnh của những người nổi tiếng đó không thể chỉ ngồi yên một chỗ chụp lén. A Tổ từng là cánh tay phải của Trác đại vĩ. Trong việc Trác đại vĩ vạch trần mối quan hệ ngầm giữa Lý Lộ và một người nào đó ở Đàm gia, A Tổ chắc chắn phải đóng một vai trò quan trọng trong đó. Khi Trác đại vĩ trốn ra nước ngoài, A Tổ còn chưa kịp trốn thoát đã bị Lý Lộ bắt lại. Lúc đó, A Tổ đã sợ chết khiếp, may mắn thay Lý Lộ không tính toán với anh ta, Lý Lộ chỉ yêu cầu anh ta làm việc cho mình, dưới tình hình đó, tất nhiên A Tổ đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Mấy năm nay A Tổ vốn tưởng rằng Lý Lộ đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, ai ngờ hôm nay cô ta lại khơi lại chuyện cũ. Ý tứ trong đó, A Tổ vô cùng hiểu. Quả nhiên khi nghe xong, Lý Lộ tự hào nói. Năm đó, vốn tôi có thể biến anh thành một con chó không nhà, giống như tôi đã làm với Trác đại vĩ, nhưng tôi rất tốt bụng cho anh một cơ hội, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không phải là một con chó. Tôi chỉ đổi anh từ một con chó vô gia cư thành một con chó phục việc mà thôi. Sau khi được cho ăn thịt vài năm, thì anh coi mình là một con người rồi. A Tổ đỏ mặt tía tai nói thầm, Lý Lộ là con mụ mồng mép ác độc. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể tức giận thầm mảng, không dám nói ra. Người Đàm gia, anh ta đắc tội không nổi. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, những tiểu tay săn ảnh xung quanh cũng cảm thấy ngực bùng lên ngọn lửa tức giận. Lão đại của bọn họ ở trước mặt Lý Lộ chỉ là một con chó, vậy chẳng phải những đứa em này còn không bằng con chó sao? Ai mà cảm thấy thoải mái khi nghe điều này chứ? Lý Lộ khinh thường liếc A Tổ một cái, nói, đừng trách tôi thẳng thắn, sau này đi theo tôi thì ngoan ngoãn làm việc, phúc lợi nhất định thuộc về anh, chuyện này anh không cần xen vào, tự nhiên tôi sẽ giải quyết. Đây là một cái tát điển hình sau buổi hẹn hò ngọt ngào. A Tổ có thể nói là tay săn ảnh có tiềm năng nhất làng giải trí sau Trác đại vĩ, trong làng giải trí anh ta là sự uy hiếp rất lớn, khiến những ngôi sao nổi tiếng đó cũng phải biết cách lấy lòng Lý Lộ. Họ không giống như Tiêu Thấm, xung quanh người không có hắc liệu sao, điểm yếu hay vết dơ. Vì thế, Lý Lộ sẽ không bao giờ dễ dàng buông bỏ thứ vũ khí sắc bén này. Giữ A Tổ bên cạnh chắc chắn có nhiều lợi hơn là hại. Sở dĩ vừa rồi cô ta nói như vậy. Là để A Tổ hiểu, mạng của anh ta là của cô, anh là con chó của cô, đừng nghĩ có thể thoát khỏi. Nhưng Lý Lộ cũng thông minh, không dáng một gậy chết tươi. Bảo A Tổ không cần can thiệp vào việc với Lục Vân nữa, đó là một cách để xoa dịu anh ta, cô ta muốn A Tổ biết rằng, người chủ thỉnh thoảng sẽ xem xét cảm xúc của con chó. A Tổ từ từ thở ra sự ngột ngạt trong lồng ngực, nói cảm ơn sự khoan dung của chị Lý.
anh ta không dám hỏi Lý Lộ rằng cô ta định đối phó với Lục Vân như thế nào, cũng không có tâm trạng hỏi, chỉ cần Lý Lộ không yêu cầu anh ta đi theo Lục Vân là được rồi. Lý Lộ nói, anh và đồng bọn của mình tìm khách sạn gần nhất nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi xử lý thằng nhỏ kia rồi về sau, anh nhớ tiếp tục theo dõi Tiêu Thấm. Vừa nói xong, sắc mặt Lý Lộ trở nên có chút lạnh lùng. Vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội này vạch trần xì căng đan giữa Lục Vân và Tiêu Thấm, nhưng xì căng đan này còn chưa kịp đào ra mà ngược lại bị Lục Vân giở trò hại lại, khiến tâm tình Lý Lộ trở nên vô cùng khó chịu. Nếu như cơ hội đã trở thành trở ngại, vậy thì cô ta cần loại bỏ hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Lộ vội vã đến sân bay thủ phủ của tỉnh, lên chuyến bay trở về thủ đô. Trở lại Đàm gia, Lý Lộ đem chuyện quái dị ở Giang Nam nói với chồng cô ta là Đàm Chí Minh biết. Đàm Chí Minh sớm đã biết những ân oán giữa Lý Lộ và Tiêu Thấm từ lâu, nên đã an ủi cô ta, nói, bình tĩnh nào bảo bối, không phải chỉ một người tu đạo thôi sao. Chúng ta có thể mời Bạch Long Vương giúp đỡ, nhất định có thể làm cho đối phương biến mất không còn tăm tích. Và hơn nữa anh còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho em biết, vị Long gia kia, sắp chết. Tiền là thứ tốt, nhưng đối với các đại lão trong giới võ tu, tiền chẳng khác gì nước chảy. Bọn họ chỉ cần ngồi một chỗ, ngoắt tay một cái là có vô số nhà hào môn đưa tiền đến tận cửa. Bạch Long Vương chính là như thế. Hàng năm, Đàm gia sẽ chủ động gửi một số tiền lớn đến cho ông ta, phụng dưỡng ông ta giống như Bồ Tát sống. Tất cả những điều này là vì Bạch Long Vương là một tôn giả cảnh. Để có chỗ đứng tại thủ đô, những thế gia hào môn hoặc là có quan hệ mật thiết với Tổng bộ Vũ Minh, hoặc là bỏ ra rất nhiều tiền để phụng dưỡng tôn giả giống như Đàm gia. Hóa cảnh tông sư ở nơi này không có nhiều. Trong khi đó, tại một trang viên rộng lớn, Đàm Chí Minh đưa Lý Lộ tới thăm Bạch Long Vương. Từ lúc bước vào cổng trang viên, họ phải đi bộ hơn 40 phút mới đến dinh thự nơi Bạch Long Vương ở. Điều này không nói quá tí nào. Để bày tỏ lòng kính trọng với Bạch Long Vương, hai người Đàm Chí Minh hoàn toàn không dám lái xe vào trang viên nên chỉ có thể đi bộ suốt quãng đường. Cũng chẳng có gì lạ khi Đàm Chí Minh cẩn thận như thế. Thế gia hào môn như bọn họ đã tới và bám rễ tại thủ đô từ khi tổ tiên còn uy phong. Thế nhưng kể từ khi tổ tiên qua đời, uy danh của gia tộc sẽ không còn như trước nữa. Nếu như lúc này không kịp thời tìm chỗ dựa, e rằng sớm muộn gia tộc sẽ bị sụp đổ. Hiện tại, Bạch Long Vương chính là cái đùi lớn của Đàm gia. Nên đương nhiên là Đàm Chí Minh vô cùng cung kính. Tu đạo giả. Sau khi nghe Lý Lộ thuật lại mọi chuyện, Bạch Long Vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Tu đạo giả có sở trường về mặt đạo pháp, có lẽ họ mạnh hơn tu võ giả ở giai đoạn đầu nhưng sau khi đạt đến hóa cảnh, tu võ giả hoàn toàn không để tu đạo giả vào mắt. Huống chỉ đối phương mới hơn 20 tuổi, đạo pháp có thể mạnh tới mức nào? Bạch Long Vương đường đường là tôn giả một phương, còn mạnh hơn cả hóa cảnh tông sư nên hiển nhiên ông ta không để Lục Vân vào mắt. Xin ông ta ra tay chẳng khác nào xúc phạm ông ta. Bạch Long Vương liếc nhìn Đàm Chí Minh với vẻ khinh thường, nói cậu xác định muốn mời tôi đối phó với một tên tu đạo giả. Bạch Long Vương lấy tiền của Đàm gia, không phải để làm vệ sĩ nhưng vẫn lấy một cách rất chính đáng. Hay nói cách khác, Đàm gia bỏ tiền ra phụng dưỡng tổ tông. Hơn nữa, không phải lúc nào Bạch Long Vương cũng ra tay giúp đỡ Đàm gia. Khi Đàm gia tìm tới và thỉnh cầu ông ta làm người chống lưng cho mình, Bạch Long Vương từng nói rằng dù ông ta có nhận bao nhiêu tiền của Đàm gia thì cũng sẽ chỉ ra tay đúng 3 lần. Sau 3 lần, quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ chấm dứt. Với thực lực của Bạch Long Vương, có rất nhiều thế gia hào môn ở thủ đô muốn ôm đùi ông ta. Sau khi nghe Bạch Long Vương nói xong, Đàm Chí Minh rơi vào mớ hỗn độn. Bạch Long Vương cho Đàm gia tổng cộng 3 cơ hội. Trong những năm đầu Đàm gia gặp phải nguy cơ, Bạch Long Vương đã ra tay một lần, tức là bọn họ đã tận dụng một cơ hội. Còn 2 cơ hội nữa. Sau khi 2 cơ hội này hết sạch, nếu Đàm gia còn chưa tìm được chỗ dựa khác, điều đó đồng nghĩa với việc Đàm gia sẽ sa sút. Nguyên tắc của Bạch Long Vương là không hợp tác lần thứ 2 với cùng một gia tộc. Vì vậy, 2 cơ hội còn lại này rất quý giá. Khi Đàm Chí Minh còn đang do dự, Lý Lộ đột nhiên ôm lấy cánh tay, xoa ngực anh ta rồi nói, chồng à, người ta thực sự không thể nhịn nổi mài. Giọng nói này khiến cho Đàm Chí Minh phát mê, anh ta kiên quyết, Long Vương đại nhân,
tôi chắc chắn muốn thỉnh cầu ngài hãy ra tay giết chết tên tu đạo giả đó. Đàm Chí Minh thực sự rất thích Lý Lộ, đây là một minh tinh rất quyến rũ. Bạch Long Vương cười lạnh nói, Đàm Chí Minh, đàn gia rơi vào tay cậu đúng là đáng tiếc. Ông ta nói không hề nể nang. Sắc mặt của Đàm Chí Minh hơi thay đổi nhưng anh ta không dám phản bác. Cha của anh ta chỉ có một mình anh ta là con trai nên sau khi ông ta qua đời, đương nhiên là Đàm gia rơi vào tay Đàm Chí Minh. 2 năm trước, khi cha của Đàm Chí Minh còn sống, ông ta từng cảnh cáo Đàm Chí Minh rằng chơi bời với Lý Lộ thì được nhưng tuyệt đối không được yêu. Bởi vì cho dù Đàm Chí Minh thật sự rung động, ông ta cũng sẽ không bao giờ để Lý Lộ bước chân vào Đàm gia. Trong mắt những nhà hào môn này, minh tinh rất thấp kém. Vì thế, sau khi mối quan hệ giữa Đàm Chí Minh và Lý Lộ bị phanh phui, Đàm Chí Minh quả thực đã dừng lại một thời gian nhưng chỉ vài tháng sau, anh ta đã quay lại với Lý Lộ. Đối với Đàm Chí Minh, Lý Lộ một tiểu yêu tỉnh quấn người. Sau khi cha của Đàm Chí Minh qua đời, anh ta tiếp quản Đàm gia nên lại càng không kiêng nể gì. Anh ta trực tiếp đệ đơn ly hôn với vợ cũ và đưa Lý Lộ vào nhà. Lần này Lý Lộ bị ức hiếp, Đàm Chí Minh không ngần ngại lãng phí cơ hội mời Bạch Long Vương ra tay chỉ để nhận được nụ cười của mỹ nhân. Bạch Long Vương cười lạnh nhìn anh ta, cũng không hề sai khi nói Đàm gia rơi vào tay anh ta là một nỗi bi ai. Đàm Chí Minh không dám nói lại. Bạch Long Vương nói, sau này chuyện sống chết của Đàm gia không còn liên quan gì đến tôi nữa nhưng dù gì cậu cũng có 3 cơ hội nên tôi sẽ không từ chối. Ông ta cũng không tốt bụng đến mức khuyên Đàm Chí Minh suy nghĩ lại, những lời ông ta vừa nói chỉ là châm chọc mà thôi. Sau khi không chịu nổi đuổi 2 người Đàm Chí Minh đi, Bạch Long Vương gọi đệ tử Cao Phong vào, nói, lập tức đến Giang Nam dọn một đống rác giúp ta. Một tu đạo giả tầm thường không đáng để một tôn giả như ông ta phải ra tay. Đệ tử của ông ta, Cao Phong là một hóa cảnh tông sư. Để Cao Phong đi là đủ. Ekip của Tiêu Thấm đang ở thành Giang Nam, Lục Vân cũng đang ở đây. Xem chị Sáu đóng phim đúng là sự hưởng thụ tột bậc, cái gọi là cảnh đẹp ý vui chính là như vậy. Sau khi Tiêu Thấm quay xong một cảnh, cô ngồi một bên nói cười với Lục Vân. Vì sau đó vẫn còn một cảnh quay nữa nên cô không cởi chiếc sườn xám trên người ra. Khi ngồi cạnh Lục Vân, đôi chân trắng nõn xinh đẹp lộ ra của cô khiến Lục Vân nhìn mãi. Đôi chân này thực sự rất đẹp. Trong lúc lão lưu manh Lục Vân khiến cho Tiêu Thấm đỏ mặt, đột nhiên một đôi chân dài đi tới và dừng lại trước mặt hắn. Một người phụ nữ có dáng người rất chuẩn xuất hiện trước mặt Lục Vân. Đôi chân cực dài, đi một đôi bốt đen. Phần đùi nhỏ trắng mịn màng lộ ra ngoài không khí. Phía trên phần đùi là một chiếc quần sóc denim, viền của chiếc áo sơ mi đen được nhét vào bên trong chiếc quần sóc làm nổi bật những đường nét mềm mại của phần eo. Dung mạo của người phụ nữ khá ấn tượng, mặt hạt dưa, lông mày lá liễu, sống mũi cao, ngũ quan vô cùng lập thể. Tổng điểm 9.6. Để người phụ nữ ra đường đúng là một sự ồn tại chói sáng. Nhưng so với các chị gái của Lục Vân, người bình thường sao có thể so sánh với các chị gái xinh đẹp của Lục Vân được. Cho dù có là tiên nữ giáng trần thì cũng chẳng bằng bởi vì trong mắt Lục Vân, các chị gái của hắn, người nào cũng vô song giống như tiên nữ. Những cô gái bình thường dù có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là những chiếc đầu lâu màu hồng mà thôi. Chỉ có chị gái là tốt nhất. Lục Vân không hề quen biết mỹ nữ mới xuất hiện này nhưng không thấy bất ngờ, đồng thời cũng thấy có chút bất ngờ. Không phải là câu nói này có vấn đề. Cũng không có gì đáng bất ngờ bởi vì trong khoảng thời gian Lục Vân đến đoàn làm phim, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người phụ nữ đến bắt chuyện với hắn. Hơn nữa, bọn họ đều rất ưa nhìn, họ đến với Lục Vân đều là vì khuôn mặt này. Nói cách khác, đều là vì muốn hot. Lục Vân cũng đã quen nên hắn không quá ngạc nhiên. Nhưng tại sao lại nói đó là việc đó cũng có chút bất ngờ. Đó là bởi vì những người phụ nữ từng đến tìm Lục Vân trong khi Tiêu Thấm quay phim, những người đó không dám dụ dỗ hắn trước mặt Tiêu Thấm nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Còn lúc này, người đẹp chân dài đang đứng trước mặt hắn. Trong khi Tiêu Thấm ngồi cạnh Lục Vân, cô A vẫn dám bắt chuyện. Lục Vân rất ngưỡng mộ dũng khí của cô ta. Vì thế, Lục Vân quyết định nhìn lên cô ta một cái. Chắc cũng cao tầm vị trí của Miêu Nhân Phụng. Nhưng không ngờ, ánh mắt của Lục Vân vừa chú ý đến chỗ cao hơn đôi chân kia một chút, Tiêu Thấm ở bên cạnh đột nhiên vui vẻ nói, Diệp Tuyết, cậu tới Giang Nam làm gì vậy?
Tớ nghe chị Hồng nói gần đây cậu nhận em trai cho nên tớ tới xem một chút. Mỹ nhân chân dài cười nói. Khi Lục Vân nghe cuộc trò chuyện này, hắn lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hóa ra đó là bạn của chị Sáu, cô ấy không đến đây để quyến rũ hắn như những người phụ nữ khác, lẽ ra hắn không nhìn cô ấy bằng ánh mắt như vậy, thật tội lỗi. Lục Vân cũng đứng lên, cười nói, chào chị, em tên là Lục Vân. Hắn là em trai của tớ, không phải tớ nhận lại hắn mà chúng tớ đã quen nhau từ hồi còn nhỏ rồi nhưng vì một số lý do mà chúng tớ phải xa nhau. Tiêu Thấm giải thích và giới thiệu. Tiểu Lục Vân, đây là Long Diệc Tuyết, là một thành viên của Long Gia ở thủ đô. Mối quan hệ giữa Long Gia và Tiêu Thấm không tính là thân thiết. Trước đây, Long Gia cho rằng Tiêu Thấm có mối quan hệ gì đó với đạo trưởng Thiên Huyền Tử. Để tỏ lòng biết ơn với Thiên Huyền Tử, Long Gia từng cử những thanh niên trẻ tài tuấn đến kết giao với Tiêu Thấm, hy vọng có thể kết mối lương duyên. Nhưng phản ứng của Tiêu Thấm rất lạnh lùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.